Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 199. Khi Hạ Thiên nói những lời này, giọng điệu rất bình thản, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, người ở đây lại không có bất cứ biểu hiện gì đặc biệt. Bởi vì cách nói đó thật sự quá phù hợp với tính cách không sợ trời không sợ đất của hắn. Nhiếp Tử Hùng nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải cảm khái nói, Hạ Thiên ngươi thiên phú cực kỳ cao, đương nhiên sẽ có hảo khí đó. Người ở liên minh tu tiên, còn có hạng người bè lũ su nịnh, ngàn năm vạn năm cũng không thể đột phá, vì thế bọn họ đã áp chế tất cả vãn bối chậm tiến, thậm chí là tu tiên giả tinh vực khác. Khả năng không chỉ là áp chế, bọn họ còn nghĩ hết biện pháp cướp lấy sức mạnh tân sinh. Nếu không cướp được, vậy thì hủy. Phù Diêu tiên tử có quyền lên tiếng đối với chuyện này. Sở dĩ nàng bị đày đến trái đất cũng là vì bị liên minh tu tiên áp bách. Hạ Thiên cũng nhớ đến việc này, liền hỏi, vợ Phù Diêu, tu vi của nàng cũng đã khôi phục rồi, hẳn còn mạnh hơn đám lão gia hỏa đó. Nếu không, chúng ta cùng đến đó xử lý toàn bộ bọn họ, báo thù cho nàng. Mặc dù liên minh tu tiên đã mục nát không chịu nổi nhưng cũng không thể khinh thường. Phù Diêu tiên tử lắc đầu, mỉm cười nói, liên minh tu tiên tồn tại gần ngàn vạn năm, ở giữa có không ít cường giả phụ thuộc, lại có đạo pháp truyền thừa vô biên. Thỉnh thoảng còn có người phi thăng chân tiên giới, để lại đồ vật nhiều không kể xiết. Khó dây dưa nhất chính là chuẩn tiên lão tổ nhiều lần độ kiếp không thành nhưng vẫn sống sót. Chuẩn tiên lão tổ, lần đầu tiên Kiều Tiểu Kiều nghe đến danh xưng này, có chút tò mò hỏi, người nói cụ thể một chút đi, bọn họ là ai vậy? Phù Diêu tiên tử mỉm cười, cũng không trả lời câu hỏi của Kiều Tiểu Kiều, những chuyện của liên minh tu tiên, về sau chúng ta có nhiều thời gian sẽ nói, còn bây giờ chúng ta nên giải quyết vấn đề trước mắt. Cũng đúng, chuyện này có thể nói với nhau kỹ hơn. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, tuy nói các nàng sớm muộn gì cũng sẽ đến tu tiên liên minh một chuyến, nếu không sẽ không cách nào giải quyết được nguy cơ kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu, nhưng chuyện này xác thực còn rất xa xôi, tạm thời không cần nóng vội như vậy. Việc cấp bách bây giờ là giải quyết nguy cơ trước mắt. Tu tiên liên minh xác thực không phải chúng ta có thể dung chuyển. Nhiếp Tử Hùng phụ họa một câu. Hạ Thiên nói, ngươi không phải muốn chúng ta cứu bản thể của ngươi sao? Ngươi cứ nói thẳng ngươi bị vây ở đâu là được. Không chỉ như vậy không thôi. Nhiếp Tử Hùng lo lắng nhìn Hạ Thiên, trịnh trọng giải thích, ngu giả chi chắc hẳn còn có mưu đồ lớn hơn. Nếu chúng ta không ngăn cản, cứ mặc kệ bọn họ tiếp tục. Chỉ sợ tạo thành hậu quả không cách nào đo lường. Ta chỉ gửi một phần ký ức vào cơ thể này, cho nên rất nhiều chuyện chỉ có bản thể mới nói ra được. Nói nhảm nhiều quá, hang ổ đó ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Thật ra, cụ thể ở đâu ta cũng không rõ lắm. Nhiếp Tử Hùng cười khổ, lắc đầu nói, ta chỉ nhớ rõ ta ở trên đài cao của một ngôi thần miếu. Khi nhìn ra xa, ta chợt phát hiện một manh mối. Sau đó ta thuận theo manh mối đó đến một chỗ thì tìm được một cái hộp. Khi ta vừa mở cái hộp, người đã bị thu vào bên trong. Trong cái hộp, ta nghe được người của ngu giả chi chắc đang họp, tình huống cụ thể thì phải nói bản thể. Cơ thể này thật sự không thể gánh chịu quá nhiều ký ức. Tô Vô Song cũng cảm thấy bó tay, ngươi không biết mình bị vây ở đâu, làm sao chúng ta có thể cứu ngươi. Thế ngươi có nhớ ngôi thần miếu đó ở đâu không? Kiều Tiểu Kiều nhẹ giọng hỏi. Nó nằm trên dãy ép. Nhiếp Tử Hùng ngược lại nhớ rất kỹ chi tiết này. Hắn nói với mọi người, đó là một ngôi miếu thờ được xây bằng đá tảng. Mặc dù bị tàn phá nhưng... Nói đến chỗ này, hắn ta bỗng dưng ngừng lại, thần thái trong ánh mắt dần dần biến mất, ngã xuống đất. Hắn ta bị sao vậy? Tô Vô Song vội hỏi. Hạ Thiên bĩu môi nói, sử dụng hết pin chứ sao? A còng phần trăm đô la thăng và. Khi Nhiếp Tử Hùng tỉnh lai, hắn ta quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên, miệng không ngừng lải nhải. Đáng tiếc, Hạ Thiên một chữ cũng nghe không hiểu. Hắn ta nói cái gì thế? Tô Vô Song cau chặt mày, mờ mịt hỏi. Không biết, cũng không cần biết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta nên giao hắn ta cho Thiên Đạo Tổ, tìm hiểu rõ ràng thân phận của hắn ta. Cơ thể có sinh ra biến dị gì hay không? Nếu hết thảy đều không có vấn đề, chúng ta có thể đưa hắn ta về nhà. Tô Vô Song bỗng lên tiếng, chúng ta có cần đi cứu Nhiếp Tử Hùng không? Tại sao ta luôn có cảm giác không đáng tin cậy, giống như một cái bẫy?
Ngươi không tin tưởng vị sư huynh đệ của ngươi sao? Kiều Tiểu Kiều có chút ý vị thâm trường hỏi. Tô Vô Song vô cùng quả quyết, không tin. Thật ra, cái gọi là tông môn tu tiên, bên trong còn bẩn thỉu hơn gấp trăm lần so với phàm nhân. Ở Phiếu Miểu Tiên Môn, ta chỉ tin tưởng một mình Nguyệt Sư Tỷ. Bên trong có bẫy hay không không quan trọng. Hạ Thiên một tay ôm Kiều Tiểu Kiều, một tay nắm tay Phù Diêu Tiên Tử, hờ hững nói, vấn đề là có cần thiết phải cứu hắn ta hay không? Ta cảm thấy không cần thiết. Tô Vô Song đáp, tuy nói Nhiếp Tử Hùng đang rơi vào một khốn cảnh nào đó, nhưng xét từ lời nói của hắn ta mà suy nghĩ, ít nhất cũng không lo lắng cho tính mạng, không đáng vì hắn ta mà làm to chuyện. Nếu chẳng may đó là một cái bẫy, như vậy lại càng được không bù mất. Kiều Tiểu Kiều lại có cân nhắc khác, đưa ra ý kiến khác biệt, ta cảm thấy có thể thử một chút. Ở Tiên Vân Đại Lục, nhóm người Nguyệt Tỷ Tỷ cũng đã đạt thành hiệp nghị với Bách Thiên Lang. Đó chính là thay hắn ta cứu Nhiếp Tử Hùng. Cho nên, chúng ta nhất định phải ra tay cứu hắn ta. Nếu không, Nguyệt Tỷ Tỷ sẽ thất tín với người khác. Hạ Thiên quay sang nhìn Phù Diêu Tiên Tử, vợ Phù Diêu, nàng cảm thấy như thế nào? Phù Diêu Tiên Tử đáp, ta cảm thấy nên cứu, hơn nữa nhất định phải cứu, còn phải bình yên vô sự cứu hắn ta ra. Vì sao, lần này chẳng những Tô Vô Song nghi ngờ. Ngay cả Kiều Tiểu Kiều cũng có chút không hiểu. Phù Diêu Tiên Tử chậm rãi nói, bởi vì chúng Diệu Chi Môn đích thật tồn tại. Cho dù chúng ta không muốn, cũng không thể để cho nó rơi vào tay người có dụng tâm khác. Bởi vì cánh cửa đó còn có một tác dụng khác. Hạ Thiên bĩu môi hỏi, có tác dụng gì? Đó chính là nuốt chửng tinh vực. Phù Diêu Tiên Tử cau mày, có chút thương tiếc, đám lão tổ của Liên Minh Tu Tiên đã từng làm giả một cánh cửa. Sau đó nuốt sống rất nhiều tinh vực. Đó chẳng phải là lỗ đen sao? Hạ Thiên tùy ý nói, nếu so sánh như vậy, đúng là có chút tương tự. Phù Diêu Tiên Tử biết lỗ đen là gì, liền nói, cho nên, nếu trái đất hoặc Tiên Vân Đại Lục xuất hiện chúng Diệu Chi Môn, điều này nói rõ nhất định có hắc thủ đứng đằng sau thôi động, mục đích là nuốt chửng tiên khí chi địa, đạt đến mục đích không cho ai biết của hắn ta. Tô Vô Song cau mày hỏi, vậy người này sẽ là ai? Không biết, bây giờ có đoán cũng không có tác dụng gì. Kiều Tiểu Kiều quyết định thật nhanh, chúng ta cũng đừng do dự nữa, cứ đến dãy ép chẳng phải sẽ biết hay sao. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nói với Kiều Tiểu Kiều, vợ Tiểu Kiều, nàng không cần phải gấp như thế. Chúng ta nên ôn chuyện với nhau, nói một cách buông thả, chính là giải thích tình tương tư là gì. Không phải buông thả mà là lãng mạn, Kiều Tiểu Kiều mỉm cười cải chính. Vậy chúng ta đi lãng mạn một chút đi. Hạ Thiên cũng không quan tâm, đưa tay ôm lấy Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều nói với Hạ Thiên, chồng, đừng vội như vậy, muốn lãng mạn thì phải chậm. Chậm là sao? Hạ Thiên có chút do dự hỏi. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười đáp, trước chậm một chút, chờ bầu không khí đến, khi đó mới có thể buông thả. Thế làm sao để chậm? Hạ Thiên rất nghe lời Kiều Tiểu Kiều, thành thật hỏi. Chúng ta đến dãy ép nghỉ ngơi. Kiều Tiểu Kiều nắm tay Hạ Thiên, sau đó cười nói, cùng nhau leo núi, trượt tuyết, ngắm mặt trời mọc, sau đó chờ mặt trời lặn. Hạ Thiên vỗ tay đồng ý, thế còn chờ gì nữa, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Nói xong, hắn quay sang Phù Diêu Tiên Tử và Tô Vô Song, vợ Phù Diêu, vợ Vô Song, các nàng có muốn đi cùng không? Ngươi cứ như vậy mà đến đó. Tô Vô Song sửng sốt hỏi. Chúng ta không lên kế hoạch, suy tính phong hiểm trong đó sao? Không phải chứ, Hạ Thiên có chút không hiểu, ta muốn đến đâu cũng đều trực tiếp đến thẳng đó, có bao giờ cần phải cân nhắc đâu chứ? Tô Vô Song cảm thấy mạch suy nghĩ của Hạ Thiên quá đơn giản, liền nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi không nghe ra được Kiều Tiểu Kiều chính là muốn mượn cơ hội để tìm hiểu tổ chức ngu giả chi trác và thạch miếu đó sao? Biết, vậy thì thế nào? Hạ Thiên vẫn khinh thường nói, chủ yếu là đi phóng túng. Đi lãng mạn, thuận tiện xử lý đám ngớ ngẩn đó, cứu Nhiếp Tử Hùng ra, chẳng lẽ có gì mâu thuẫn với nhau à? Vậy thì lên đường thôi. Phù Diêu Tiên Tử mỉm cười. Nàng ngược lại rất thích tính cách này của Hạ Thiên, có đôi khi đích thật không cần nghĩ quá nhiều. Trước đó, nàng cũng vì suy tính quá nhiều, suy đi nghĩ lại, lo lắng trùng điệp, sau đó liền bị Liên Minh Tu Tiên bắt lấy, bị lưu đẩy đến nơi này. Chúng ta nên thông báo cho những người khác biết. Kiều Tiểu Kiều cân nhắc chu toàn hơn một chút, lấy điện thoại gửi một tin nhắn, Hạ Thiên muốn đến dãy Apple nghỉ ngơi.
Có ai muốn đi cùng không? Bên trong nhóm chat lập tức sôi động hẳn lên, không ít người đồng ý. Đương nhiên, ngoại trừ Dạ Ngọc Mị và Bạch Tiêm Tiêm. Hai người bọn họ ở lại đảo quốc, thanh lý và chỉnh hợp đền thờ đồng hồ và thế lực Đông Thiên Môn còn sót lại. Không cần chờ các nàng trả lời. Nếu các nàng muốn đi, đến lúc đó cứ đi cùng là được. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó ôm lấy Kiều Tiểu Kiều bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Tô Vô Song nhìn Phù Diêu tiên tử, ngươi không đi à? Không vội, cứ để bọn họ, lãng mạn một lát đã. Phù Diêu tiên tử đáp. Ngươi, Tô Vô Song nhướng mày, có đôi khi ta cảm giác ngươi không giống người của Liên Minh Tu Tiên mà giống thổ dân của trái đất hơn. Phù Diêu tiên tử cười nhạt, Phù Diêu giới của ta thuộc phạm vi quản lý của Liên Minh Tu Tiên, nhưng ta và bọn họ chưa từng gặp nhau. Ta ở trái đất hơn một vạn năm, nói đến... còn muốn thổ hơn cả đám người Hạ Thiên. Cũng không thể nói như vậy. Tô Vô Song phản bác. Lúc này, bỗng nhiên có người mỉm cười hỏi, tại sao lại không thể nói như vậy? Dãy núi Apple. Dưới chân núi Matterhorn, thị trấn Zema. Cảnh sát trưởng của thị trấn, Pierre mặc quân phục đeo súng, tinh thần phấn chấn bước ra cửa. Sao hôm nay Pierre say rượu của chúng ta lại ăn mặc đặc biệt như vậy? Muốn tham gia hôn lễ sao? Hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng này, còn tưởng mặt trời mọc ở đằng Tây. Từ trước đến nay, Pierre là người lười biếng, tối ngày cắm mặt ở quán rượu thị trấn, thường xuyên uống say đến quên cả trời đất. Khi mệt mỏi thì qua đêm ở một ngôi nhà của quả phụ xinh đẹp nào đó. Cách đây mấy ngày, trên núi xuất hiện hai thi thể không rõ, cấp trên phái người xuống điều tra, ta phải đi tiếp đãi bọn họ. Pierre cười ha hả giải thích hai câu. Sau đó chạy chiếc xe điện của mình về phía đồn cảnh sát. Đây là một thị trấn khá yên tĩnh, mặc dù dựa vào ngọn núi cách đó không xa, là thị trấn nhỏ du lịch có tiếng ở châu Âu, nhưng từ trước đến nay vẫn không hề có chiếc xe hơi nào. Cũng không phải bọn họ mua không nổi, mà cư dân nơi này đều phản đối ô tô tiến vào trong thị trấn. Cho nên, xe điện chính là phương diện giao thông thông dụng nhất trong thị trấn. Từ nhà Pierre bước ra ngoài, dọc theo con đường cái duy nhất trong thị trấn đi về phía trước, chưa đến nửa tiếng đã đến trung tâm thị trấn. Pierre cất xe điện của mình vào trong nhà xe, đưa mắt nhìn đỉnh Matterhorn đằng xa. Vừa lúc, ánh bình minh chiếu xuống, nhuộm ngọn núi quanh năm đóng tuyết thành một màu vàng. Đây cũng là nơi có cảnh quan nổi tiếng nhất, cho dù Pierre sinh trưởng ở đây, mỗi lần nhìn thấy ngọn núi biến thành màu vàng, trong lòng đều thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban ân cho thị trấn. Nhìn đi, đó là cái gì kìa? Lúc này, có đồng nghiệp bỗng nhiên chỉ về phía xa, kêu lên sợ hãi. Pierre không khỏi nhìn về hướng người kia chỉ, mơ hồ nhìn thấy có hai bóng người bay lên đỉnh núi với tốc độ cực nhanh. Chẳng lẽ là chim? Chim cũng không có lớn như thế, có thể là đĩa bay. Có người cầm kính viễn vọng nhìn xem, sau đó há miệng la hoảng lên, không, Thượng Đế ơi, là hai người. Pierre giật cả mình. Vội vàng tiến lên đoạt lấy kính viễn vọng, nhắm ngay hai chấm đen kia mà nhìn. Quả nhiên là hai người, hơn nữa còn là một nam một nữ. Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt, nhưng Pierre có thể xác định, hai người kia tuyệt đối không phải người châu Âu, mà giống dân châu Á thường hay đến đây du lịch. Các ngươi ở lại đây, phụ trách tiếp đãi điều tra viên cấp trên phái đến. Pierre nhanh chóng đưa ra quyết định, xông vào văn phòng, dặn dò cấp dưới đang bận xem náo nhiệt Victor. Mark, hai người mau lấy súng cùng với ta lên trên núi. Rõ, hai người kia phản ứng rất nhanh, chưa gì đã chuẩn bị xong. Ba người vội vã chạy ra khỏi đồn cảnh sát, ngồi xe điện nhanh chóng chạy lên chỗ cáp treo. Đỉnh núi Matterhorn. Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều rơi xuống một bãi đất bằng đầy tuyết đọng. Nơi này còn thấp hơn so với núi tuyết, cũng không đẹp bằng núi tuyết. Hạ Thiên nói. Kiều Tiểu Kiều ngược lại có chút vui vẻ, từ nhỏ nàng đã được gia tộc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, gần như có rất ít thời gian để giải trí, chứ đừng nói chi một mình ra ngoài du lịch. Trong ấn tượng, lần leo núi trước chính là lần đến Thanh Phong Sơn cầu y khi còn bé. Sau đó, nàng quen biết với Hạ Thiên cũng ở đó. Đẹp mà, hơn nữa đỉnh núi còn có màu vàng, Kiều Tiểu Kiều mỉm cười nói, tuyết cũng vậy, dẫm lên rất dễ chịu. Hạ Thiên cười nói, vợ Tiểu Kiều, nếu nàng thích, chúng ta sẽ ở lại đây. Thế thì không cần.
Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, phong cảnh ở đây nhìn xa thì mới đẹp, ở lâu sẽ bị nhàm. Huống chi, chúng ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Hạ Thiên khinh thường nói, chuyện đó không cần phải gấp, thuận tay là có thể giải quyết hết. Ta nói là chuyện ở Tiên Vân Đại Lục kia. Kiều Tiểu Kiều có chút lo lắng nói, tuy nói Nguyệt Tỷ Tỷ và Cơ Nữ Hoàng đã khống chế được tình huống, nhưng mấy ngày qua, trong lòng của ta vẫn cảm thấy không yên. Vợ tóc vàng đã nói với ta chuyện này. Hạ Thiên có chút tập trung, vợ Tiểu Kiều, nếu nàng không yên tâm, bây giờ chúng ta đến Tiên Vân Đại Lục trước, giải quyết phụ tiên độc rồi nói sau. Kiều Tiểu Kiều vẫn lắc đầu, thế thì không cần vội như vậy. Nguyệt Tỷ Tỷ đã nói với ta, trước dò xét lai lịch của tiên độc cho rõ ràng. Trước mắt chỉ có thể biết chuyện này liên quan đến Bùi Hồng Tụ mà chàng đưa đến Tiên Vân Đại Lục mà thôi. Hạ Thiên giải thích, nữ nhân đó là ta cứu ra được từ một mật thất dưới đáy hồ ở thành phố Thiên Hải. Khi đó, ta thấy quan tài của nàng ta có chút tương tự với huyền quan ở Cực Tiên Mộ, cho nên ta muốn thần tiên tỷ tỷ nghiên cứu một chút. Ta không trách chàng, chàng không cần phải giải thích. Kiều Tiểu Kiều nắm tay Hạ Thiên, thật ra, nguồn gốc của tiên độc không chỉ nằm ở Bùi Hồng Tụ, mà còn ở một số yêu ma tà tu ở Tiên Vân Đại Lục. Bọn chúng thừa dịp An Thiên Hội được cử hành mà giải xuống xương độc này. Hạ Thiên lười biếng nói, vậy thì giải quyết sạch sẽ đám yêu ma quỷ quái đó đi. Chờ sau khi giải quyết xong vụ tiên độc, tất nhiên là phải thanh lý hết rồi. Kiều Tiểu Kiều cười nói, tuy nhiên chuyện này nên nói sau. Phiền phức ở trái đất cũng nên nhanh chóng xử lý cho tốt. Ở trái đất đã có muội muội chân dài, vợ đại yêu tinh, còn có vợ phù diêu, vợ thiên cung. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Hạ Thiên hờ hững nói. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, ánh mắt yên tâm hơn không ít, bản lãnh thu nữ nhân của chàng đúng là thiên hạ vô song. Chẳng những đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa năng lực còn xuất chúng, người nào cũng có thể gánh vác một phương. Đương nhiên rồi, dù sao cũng là nữ nhân của ta mà. Hạ Thiên đắc ý cười một tiếng. Liên quan đến chuyện Bùi Hồng Tụ, ta đã liên lạc với bé ngoan. Còn có Triệu Thanh Thanh, nhờ các nàng cùng với bên trên triển khai điều tra. Kiều Tiểu Kiều vén mấy sợi tóc bị gió thổi bay, hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Chúng ta nên giải quyết chuyện ngu giả chi chắc trước, chờ cứu Nhiếp Tử Hùng ra, chúng ta sẽ trở lại Tiên Vân Đại Lục. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến, vợ Tiểu Kiều, mấy chuyện này do nàng quyết. À, đến rồi, chúng ta đến nơi rồi. Đúng lúc này, từ đằng xa có ba bóng người bước đến. Bọn họ đều mặc trang phục leo núi, còn đeo bình dưỡng khí, cầm gậy leo núi, vô cùng khó khăn bò lên đỉnh núi. Hình như là người leo núi. Kiều Tiểu Kiều liếc mắt nhìn, lập tức nhận ra, hơn nữa còn nói tiếng Trung, xem ra là người trong nước. À, tại sao có người còn đến sớm hơn cả chúng ta? Lúc này, một nam nhân trung niên râu ria xồm xoàm nhìn thấy Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều đằng xa. Hai người còn lại nghe xong. Cũng quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối mặt với ánh mắt của Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn, khí tức ổn nhất hô to với Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, ngươi, hai người các ngươi là ai? Tại sao ngay cả trang phục leo núi cũng không mặc, các ngươi không sợ chết cóng sao? San San, nhỏ giọng một chút đi, nếu không tuyết sẽ bị lở, cũng tiết kiệm một chút dưỡng khí. Người lớn tuổi nhất thở hổn hển, hít một hơi dưỡng khí. Miễn cưỡng điều chỉnh hơi thở của mình. Nhưng bọn họ là người trong nước, hơn nữa còn thật kỳ quái. San San vô cùng buồn bực nhìn Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, phòng hộ gì cũng không có, lại còn không mang theo dưỡng khí, nhưng bọn họ vẫn leo lên được đỉnh núi. Hơn nữa, hôm nay chỉ có đội chúng ta đăng đỉnh, bọn họ từ chỗ nào xuất hiện thế? Nam nhân râu quai nón cũng cảm thấy kỳ quái, dùng mình một cái. Rụt rè nói, không phải chúng ta gặp quỷ chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nam nhân lớn tuổi tức giận mắng, được rồi, đừng nói nhảm nữa. Cho dù gặp quỷ, ở nước ngoài mà cũng gặp quỷ trong nước sao? Hạ Thiên có chút khó chịu đáp lại, này, các ngươi nói ai là quỷ thế? Các ngươi muốn ăn đòn đúng không? Đây, đây nhất định là người sống rồi. Nam nhân râu quai nón ngạc nhiên quay lại nhìn hai người kia, nhưng, đúng là có chút khó tin. Cũng có khi là năng nhân dị sĩ. Nam nhân lớn tuổi nhẹ giọng trả lời, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, đừng trêu chọc cũng đừng đắc tội là được. À, nghe bọn họ nói,
nhất định không phải quỷ rồi. San San ngược lại cao hứng, bước đến chỗ Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, ta tên Chu San San, rất hân hạnh được quen biết hai người. Kiều Tiểu Kiều cũng không nói thêm câu nào, cũng chẳng nhăn nhó bắt tay Chu San San, ta tên Kiều Tiểu Kiều, đây là chồng của ta, Hạ Thiên, rất hân hạnh được quen biết ngươi. Các ngươi lợi hại thật, không mang bất cứ đồ phòng hộ nào cũng có thể leo lên đỉnh núi. Chu San San ngây thơ nói, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ là nhóm đầu tiên đăng đỉnh trong hôm nay chứ. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên đáp, các ngươi đúng là nhóm đầu tiên. Chúng ta không phải đến đây để đăng đỉnh, về phần tại sao lại ở đây, ta không cần phải giải thích. Đúng là không cần phải giải thích, Chu San San cười ha hả, sau đó nói, đây là hai người bạn đi cùng ta, người dâu quai nón tên Phong Ca, người kia là Nhạc Gia. Phong Ca vội vàng trả lời một câu, gọi ta là A Phong được rồi. Nhạc Gia ngược lại không nói gì, chỉ nói với Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, ở đây chúng ta có hai bình dưỡng khí, chỉ bằng cùng nhau kết bạn xuống núi. Hạ Thiên nói, ta và vợ Tiểu Kiều phải đi tìm ngôi miếu làm bằng đá tảng. Muốn xuống núi, chỉ cần bay thẳng xuống là được. Phong Ca và Nhạc Gia liếc mắt nhìn nhau, không khỏi lắc đầu, hiển nhiên cho rằng Hạ Thiên đang khoác lác. Ngược lại Chu San San lại sửng sốt, sau đó nói, hai người nói đến miếu làm bằng đá tảng, là thần miếu Rabela trên đỉnh Mông Lăng. Ngươi biết à? Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều sáng lên, hỏi tiếp, miếu kia có hình dạng như thế nào? Nằm ở đâu? Trước đó, chúng ta đã từng leo lên ngọn Mông Lăng, nhưng không thành công. Chu San San cũng không giấu giếm, chỉ tay về một hướng, chính là ở đằng kia, phía nam sườn núi, khoảng 2/3 độ cao. Ở đó có một tảng đá xếp thành ngôi miếu, ban ngày nhưng nhìn âm trầm kinh khủng. Dân bản xứ nói mấy vạn năm trước, nó là ngôi miếu tà thần. Các ngươi tốt nhất đừng đến gần, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn đã cho ta biết, Kiều Tiểu Kiều mừng rỡ gật đầu, đây được xem là đại ân đối với chúng ta. Về sau, nếu có thời gian đến Giang Hải, có thể đến Cao Ốc Thần Y tìm ta. Chu San San cười nói, được, ta nhất định sẽ đi. Chồng, chúng ta đến đó xem một chút đi. Kiều Tiểu Kiều quay sang nói với Hạ Thiên. Vị Phong Ca kia nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều cực kỳ xinh đẹp, không khỏi động tâm tư, vội vàng nói, nếu hai người muốn đến Mông Lăng, chúng ta có thể đi cùng với nhau. Chúng ta dự định qua mấy ngày nữa sẽ thử đăng đỉnh lần nữa, đến lúc đó mọi người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Không cần, Hạ Thiên nhếch miệng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Kiều, đột nhiên bay lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người Chu San San, cả hai đón ánh sáng màu vàng đầy trời, đạp gió rời đi. Bọn họ là thần tiên sao? Phong Ca kinh ngạc nói. Trên chiếc cáp treo, Pierre cũng nhìn thấy cảnh tượng Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều rời đi. Chờ phán đoán được hướng mà cả hai bay đến, nhất thời tất cả đều biến sắc. Thần miếu Rabela. Đây cũng không phải là cái tên ban đầu, mà người đầu tiên phát hiện ra ngôi đền này có tên là Rabela. Khoảng 100 năm trước, một nhà thám hiểm tên là Rabela tình cờ tìm thấy ngôi thần miếu đổ nát này. Hắn ta cũng đã từng bước vào ngôi thần miếu đó, phát hiện không gian bên trong thực sự khá rộng, tầng hầm được kết nối với một hang động. Chỉ là sau khi thám hiểm hang động chừng 10 mét, hắn ta đã hét lên chói tai, vội vàng trốn ra ngoài, từ đó thường hay lải nhải nói đây là miếu thờ tà thần, bất kỳ người nào cũng không nên đến gần. Nếu không sẽ trở nên bất hạnh. Miếu thờ có sắc thái thần bí ngược lại kích thích vô số người thích leo núi, kẻ yêu thích thần bí học hoặc nhà mạo hiểm đến dò xét. Nhưng sau khi tiến vào thần miếu, những người đó đều không ngoại lệ, mất tích toàn bộ. Cho nên, 50 năm trước, ba quốc gia dưới chân núi cùng nhau đóng lối vào thần miếu, còn cùng nhau ban hành một thông báo nghiêm khắc, cấm bất cứ kẻ nào tiến vào thần miếu, chỉ có thể tham quan bên ngoài. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều đương nhiên không biết những chuyện này. Nhưng cho dù biết, cả hai cũng không thèm để ý. Bọn họ rất nhanh tìm được ngôi thần miếu trong bóng tối trên đỉnh Mông Lăng. Mặc dù thần miếu chỉ còn lại bức tường đổ, nhưng kết cấu chủ thể vẫn còn giữ lại, không giống với bất cứ phong cách thần miếu nào trên thế giới. Mỗi một mặt tường là một tảng đá, bên trên không hề có tạo hình hoặc vết tích gia công nào cả. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Trên đỉnh Mông Lăng không thể nào có tảng đá to như vậy. Cho dù có cũng không có khả năng trở đến đây, đây không phải nhân lực là có thể làm được.
Nếu nhất định phải giải thích, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, nơi này đã từng xuất hiện người siêu phàm, hoặc có thể nói chính là tu tiên giả. Ngôi miếu này khá cổ quái. Kiều Tiểu Kiều chậm rãi bước đến bên ngoài ngôi thần miếu, quan sát cẩn thận xung quanh, phát hiện trên hòn đá có khắc hoa văn tối màu, bất luận hoa văn hay là chất liệu, đều mang một luồng khí tức cực kỳ âm lãnh, giống như còn sống. Hoa văn này có điểm giống với Tĩnh Linh văn. Hạ Thiên liếc qua, thuận miệng nói. Nói xong, hắn duỗi tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một hoa văn màu vàng. Tĩnh Linh văn, ánh mắt Kiều Tiểu Kiều nhìn chằm chằm hoa văn màu vàng, cười nói, đây chính là thu hoạch của chàng trong lần đến thế giới địa tâm sao. Hạ Thiên tùy ý nói, cái tên mặt trắng kia cho ta, có thể trong nháy mắt chuyển hóa linh khí thành kiếp lực. Tuy nhiên, về sau, ta nhất định sẽ tìm tên ngu ngốc đó đánh cho một trận thật đau. Hắn ta giúp chàng ân tình lớn như thế, chàng còn muốn đánh hắn ta. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười, bóng đen kia còn chưa được sự đồng ý của chàng đã cho chàng chỗ tốt, trong lòng chàng cảm thấy khó chịu, đúng không? Hạ Thiên cười nói, vẫn là vợ Tiểu Kiều hiểu ta. Tính cách của chàng bộc trực như thế, xưa nay không che giấu, ai mà không hiểu chứ? Kiều Tiểu Kiều mỉm cười nói. Hạ Thiên vừa thu hoa văn trong lòng bàn tay, vừa nói với Kiều Tiểu Kiều, hoa văn này có thể truyền lại. Trải qua băng hỏa linh thể tịnh hóa và tinh luyện, truyền cho các nàng cũng không có nguy hại gì, thậm chí các nàng còn có thể ngưng luyện kiếp lực. Vậy thì quá tốt rồi. Kiều Tiểu Kiều nghe xong, không khỏi cao hứng. Bởi vì các nàng đã sớm đạt đến cảnh giới độ kiếp kỳ, nhưng chỉ có cảnh giới tương xứng, còn chưa phát huy được thực lực nên có. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là, bất luận Tiên Vân Đại Lục hay là trái đất, đều không thể cung cấp tài nguyên, công pháp cho độ kiếp kỳ tu hành, cũng không có bất kỳ điển tạ nào để tham khảo. Thành ra, trong thời gian lâu như vậy, Nguyệt Thanh Nhã và Cơ Thanh Ảnh đều tìm kiếm phương pháp tu hành độ kiếp kỳ. Đáng tiếc vẫn không có tiến triển gì quá lớn. Chỉ biết là cần có kiếp lực mà thôi. Nhưng muốn có kiếp lực thì cần phải độ kiếp, mà làm thế nào để dẫn thiên kiếp đến thì không có manh mối, dẫn đến sự bế tắc. Hiện tại, Hạ Thiên đã nhảy qua nan để dẫn đến thiên kiếp, có thể trực tiếp chuyển hóa linh khí thành kiếp lực, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Tuy các nàng còn chưa biết làm cách nào để độ kiếp phi thăng, nhưng ít nhất các nàng có thể sử dụng một thân tu vi của mình. Cho dù liên minh tu tiên phái cao thủ độ kiếp kỳ đến, các nàng cũng không còn bị động giống như lúc trước. Vợ Tiểu Kiều, chúng ta xong tu đi. Hạ Thiên chững chạc đưa ra yêu cầu. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười từ chối, bây giờ không phải lúc. Ta không nói bây giờ. Hạ Thiên nói, thời gian địa điểm cho nàng chọn, nhưng cũng đừng quá lâu. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười, chờ chúng ta đến Tiên Vân Đại Lục, đến lúc đó sẽ nói sau. Được, Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến. Mấy bà vợ của Hạ Thiên ở Tiên Vân Đại Lục đã lâu rồi không có song tu, vừa lúc có thể cùng nhau thỏa mãn. Kiều Tiểu Kiều cũng không tiếp tục nói đến đề tài này nữa. Nàng dạo bước đến hậu viện thần miếu bị tàn phá, ở đó có một cái tảng đá còn khá hoàn chỉnh, ta có cảm giác tảng đá này không phải tự nhiên mà đặt ở đây, mà là được người ta cố ý, hẳn dùng để đè thứ gì đó bên dưới. Hạ Thiên chậm rãi bước đến, thuận miệng nói, đoán chừng là tầng hầm hoặc ám đạo nào đó. Này, vì sao hai người các ngươi lại ở đây? Lúc này, bên ngoài miếu bỗng nhiên vang lên một tiếng quát to, dường như dùng hết âm lượng mà quát, ngôi thần miếu này cấm bất cứ kẻ nào tiến vào. Các ngươi mau cút khỏi đây cho ta. Người đến mặc đồng phục cảnh sát, nói là tiếng Pháp, Hạ Thiên hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn bĩu môi nói, ngươi làm nhảm cái gì vậy? Ngươi nói tiếng người dùm đi. Đối phương cũng nghe không hiểu Hạ Thiên nói cái gì. Chỉ cảm thấy thái độ của hắn bất thiện, lập tức móc khẩu súng bên hông ra, mau giơ tay lên, nếu không ta sẽ nổ súng. Ta ghét nhất người khác cầm súng chỉ vào người của ta. Nếu ngươi muốn chết, ngươi cứ tiếp tục chỉ. Hạ Thiên khó chịu trừng mắt nhìn người đến. Chồng, chàng đừng lên tiếng, để ta ứng phó. Kiều Tiểu Kiều khoát tay với Hạ Thiên, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt người kia, dùng tiếng Pháp đáp lại, chúng ta chỉ là du khách đến chơi. Cảm thấy hiếu kỳ đối với ngôi miếu này, cho nên chúng ta mới đến xem một chút. Nếu có gì mạo phạm, mong người thông cảm bỏ qua. Người đến nghe Kiều Tiểu Kiều nói, sắc mặt lập tức khá hơn, nhưng vẫn trịnh trọng cảnh cáo, nơi này là cấm địa trong toàn bộ dãy ép, bất kỳ người nào cũng không được đến gần. Nếu các ngươi chỉ là du khách hoặc người leo núi,
mời các ngươi lập tức theo ta rời đi. Kiều Tiểu Kiều hỏi ngược lại, xin hỏi vị cảnh sát này xưng hô như thế nào? Ta là Pierre, cảnh sát trưởng của Zema. Thái độ của Pierre vẫn rất khẩn trương như cũ. Hắn ta nói với Kiều Tiểu Kiều, nơi này rất nguy hiểm, gần đây cũng đã mất tích một số du khách, nhất là người châu Á như các ngươi. Ta không có nói đùa đâu. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, nhưng chúng ta có cách để tự vệ. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt, chờ ta kiểm tra xong, ta tất nhiên sẽ rời đi. Không được, các ngươi nhất định phải đi ngay lập tức. Pierre lại càng khẩn trương hơn, nếu không, các ngươi đừng trách ta không khách sáo. Hạ Thiên nghe không hiểu người này đang nói cái gì, nhưng hắn cũng không có kiên nhẫn đứng đây nói nhảm. Hắn vọt đến bên cạnh Pierre, đưa tay nắm lấy cổ áo của hắn ta, sau đó quăng xuống dưới núi. Pierre còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bay ra ngoài, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Kiều Tiểu Kiều nói, chồng, hắn ta chỉ là người bình thường, đánh ngất xỉu là được rồi, không cần phải nặng tay như vậy. Vợ Tiểu Kiều, nàng quá đơn thuần rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng nói, nàng đã gặp qua một cảnh sát bình thường nào có thể không cần bất cứ phòng vệ, không mang theo dưỡng khí mà leo lên độ cao như thế này hay không? Ngay cả vợ Băng Băng, trước khi chưa gặp ta cũng không có được tố chất cơ thể như vậy. Lúc này, Kiều Tiểu Kiều mới khôi phục lại tinh thần. Đúng là có vấn đề. Mặc dù nơi này không phải đỉnh núi nhưng nói thế nào cũng cao bằng 2/3 ngọn núi Mông Lăng. Nếu người bình thường không mặc đồ chống rét, không mang theo bình dưỡng khí, đúng là rất khó đến nơi này. So sánh với tổ ba người leo núi vừa nãy, tên cảnh sát kia quả thật có chút không được bình thường. Các ngươi muốn điều tra đúng không? Vậy thì ta sẽ cho các ngươi tra đủ. Giữa không trung bỗng nhiên ang lên tiếng gầm rú thẹn quá hóa giận của tên cảnh sát. Tiếp theo, một luồng ánh sáng trắng vọt lên, hình như là một cái xúc tu màu trắng rất lớn, nhanh chóng cuốn về phía Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Đây là thứ gì vậy? Hạ Thiên nhìn xúc tu, cảm thấy cực kỳ buồn nôn, đương nhiên sẽ không cho nó đến gần, liền bóp quyền đánh tới, cút sang một bên. Bành! Xúc tu màu trắng trong nháy mắt vỡ nát, biến thành từng luồng ánh sáng trắng, sau khi rơi xuống thì biến thành đá vụn màu trắng. Người đang núp đằng kia, ánh mắt Kiều Tiểu Kiều ngưng lại, trong nháy mắt phát hiện đằng xa xuất hiện một bóng người. Hạ Thiên cũng lười thăm dò, bắn thẳng một ngân châm đến đó. A! À, từ đằng xa vang lên tiếng kêu thảm của tên cảnh sát, rất nhanh hắn ta hóa thành một cái bóng trắng vọt thẳng xuống núi. Còn muốn trốn, ngươi trốn được sao? Hạ Thiên nhếch miệng. Quả nhiên, cái bóng trắng kia loạng choạng chạy trốn cả nửa ngày, cuối cùng chạy đến trước mặt Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, quỳ rạp xuống. Lúc này, Pierre vẫn duy trì một nửa hình người, nửa còn lại giống bạch tuộc màu trắng, vô cùng mềm mại, còn có thể không ngừng duỗi dài ra. Gương mặt hắn ta tràn ngập sự giận dữ, cơ thể không ngừng giãy giụa, nhưng bị ngân châm Hạ Thiên khống chế, hắn ta chỉ có thể cuồng nộ mà không thể làm gì. Dáng dấp xấu quá, Hạ Thiên liếc qua, nhịn không được liền nói, đây là yêu ma quỷ quái gì vậy? Kiều Tiểu Kiều nói, ngươi chính là thủ vệ ngôi thần miếu này à? Pierre cũng không trả lời. Vợ ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi đáp cái đó. Nếu không, ta đánh ngươi đến mẹ ngươi cũng nhận không ra. Hạ Thiên vung tay tát đến, tát Pierre lăn lộn đầy đất. Vâng, Pierre rất nhanh tiếp thu được bài học. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, ngôi thần miếu này phải chăng có liên quan đến ngu giả chi trác? Pierre nghe đến tên ngu giả chi trác, không khỏi mở to mắt, vô thức muốn né tránh đáp án nhưng miệng lại không nghe theo đầu sai khiến, trực tiếp hồi đáp đúng, thần miếu này là cứ điểm của bọn họ. Đẩy tảng đá đằng sau hậu viện là có thể nhìn thấy cửa vào. Ngu giả chi chắc có phải thường xuyên bắt du khách đi ngang qua nơi này không? Kiều Tiểu Kiều hỏi tiếp. Pierre trợn mắt, nhưng vẫn kháng cự vô hiệu, đúng vậy, ngu giả vĩ đại đang tuyển chọn hầu thần, người được chọn có thể tiến vào giới vực thần diệu, thu hoạch được vĩnh sinh. Kiều Tiểu Kiều cười lạnh, có chuyện tốt như vậy, vì sao các ngươi không thu được vĩnh sinh? Pierre hừ lạnh một tiếng, không nói thêm câu nào. Bên trong ngu giả chi chắc có bao nhiêu người? Ai là thủ lĩnh? Kiều Tiểu Kiều cũng không thèm để ý, hỏi tiếp. Pierre nghiến răng, từ trong hàm răng dặn ra mấy chữ, tổng cộng 4 người, dẫn đầu là Phát Bài Nhân. Tình huống cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là thủ vệ mà thôi.
ngươi không chỉ là thủ vệ, Kiều Tiểu Kiều vạch trần, chỉ sợ người mất tích cũng là do ngươi bắt đi. Pierre thở dài, từ bỏ giãy giụa, đúng vậy. Kiều Tiểu Kiều lại hỏi thêm mấy vấn đề, đối với tổ chức ngu giả chi chắc cũng có sự hiểu rõ ban đầu. Sau khi không còn hỏi được tin tức hữu dụng nào khác, nàng nói, người dẫn đường đi, chúng ta muốn gặp người của ngu giả chi chắc một lần. Pierre biến sắc, lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi là người trong dự ngôn? Cái gì dự ngôn? Kiều Tiểu Kiều hỏi, Pierre giống như ngâm tụng, lên tiếng trả lời, chính là ma quỷ khiến cho ngu giả vĩ đại rơi vào hắc ám vĩnh cửu, là ác nghiệt khiến tất cả giới vực sụp đổ. Các ngươi chắc chắn sẽ khiến cho trái đất, còn có ngu giả vĩ đại sáng tạo ra thế giới đi đến kết cục băng diệt. Rabela mở ra. Dưới lòng đất bỗng nhiên vang lên tiếng reo rất lạ, chỉ thấy cự thạch đằng sau thần miếu biến thành một đống bùn nhão, lộ ra một cái hố sâu không thấy đáy. Dưới đáy hình như còn có con mắt đang mở ra. Mặt đất sụp xuống. Toàn bộ ngôi miếu biến thành một cái miệng, nuốt chửng Hạ Thiên, Kiều Tiểu Kiều và Pierre vào trong. Sau khi ba người biến mất, ngôi miếu khôi phục lại nguyên dạng, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Không biết qua bao lâu, lại có ba bóng người chậm rãi bước đến gần thần miếu, là ba người leo núi mà Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều đã gặp trước đó. Này, vừa rồi các ngươi có nhìn thấy gì không? Phong Ca Dâu quai nón có chút sụt rè, đây tuyệt đối là quỷ, không, là quái vật. Chu San San sửng sốt một chút, ngươi nói ai là quái vật? Đương nhiên là ngôi miếu kia rồi. Phong Ca trợn mắt một cái, vuốt hàm dâu kết xương của mình. Đôi tình nhân kia cũng rất cổ quái, nhưng hẳn không phải là quái vật, khả năng là dị năng giả giống chúng ta. Nhạc gia lắc đầu, vô cùng khẳng định, dị năng giả không bay đến bay lui như bọn họ được đâu. Thì dị năng giả cao cấp chứ sao? Phong Ca lập tức nói, chúng ta cũng là dị năng giả vừa mới thức tỉnh. Nói không chừng bọn họ là dị năng giả bẩm sinh thì sao, cấp độ SSS, được quốc gia bảo vệ. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Chu San San cắt ngang hai người đang nói chuyện, trịnh trọng nói, chúng ta qua đó xem một chút đi. Phong Ca hơi sợ, lắp bắp nói, thôi quên đi, nếu còn giống như leo núi, thật mệt chết đi được. Hồ Tử Phong, người nói vậy là có ý gì? Chu San San hung hăng trừng mắt với Phong Ca, mắng to, người tưởng mình là người thích leo núi à? Chúng ta đến để tra án, thiên đạo tổ phân bộ châu Âu đã có 5 thành viên mất tích ở đây. Thì đấy, biểu hiện của Phong Ca giống như lợn chết không sợ bỏng, chúng ta chỉ là dị năng giả cấp thấp. Vừa rồi ngươi cũng đã thấy tình huống rồi đó. Chúng ta qua đó cũng chỉ thêm 3 nhân viên mất tích mà thôi. Vậy ngươi ở lại đi. Chu San San tức giận mắng một câu, sau đó sải bước bước đến ngôi thần miếu. Nhạc gia thở dài, bước chân đi theo. Lão Nhạc, ngươi đi theo làm gì? Phong Ca thuận tay kéo ông lại. Nàng ta vội như thế là bởi vì trong số thành viên mất tích có anh ruột của nàng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn tán tỉnh nàng ta nên liều mạng như vậy sao? Ta thấy tuổi tác của ngươi cũng đã lớn, cũng không thể làm ăn gì được mới đúng chứ. Nhạc gia trừng mắt nhìn Phong Ca, sau đó nói, ngươi đấy, miệng toàn dám chó, thúi cực kỳ. Đây không phải ăn ngay nói thật sao? Ta cũng không muốn nhét cái mạng nhỏ của mình ở đây. Phong Ca khó chịu nói. Nhạc gia nói khẽ, nếu ngươi ở đây, nói không chừng còn chết nhanh hơn. Này, lão Nhạc, ngươi nói vậy là có ý gì? Phong Ca không rõ. Nhạc gia đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi còn không nhớ đôi nam nữ kia là ai sao? Chẳng lẽ gã thanh niên kia có lai lịch gì à? Phong Ca gật gù đắc ý, tên nam nhân đó còn xấu xí hơn cả ta, nữ nhân thì giống như thiên tiên. Khoan đã, nhìn bọn họ khá quen mặt, nhất là người nam kia. Nhạc gia cười khổ, thở dài nói, mỗi một thành viên thiên đạo tổ, trong ngày nhập tổ, việc đầu tiên cần phải làm chính là nhớ kỹ mấy tấm ảnh chụp, trong đó quan trọng nhất chính là nam nhân kia. Đúng đúng đúng, Phong Ca đột nhiên nhớ đến Kiều Tiểu Kiều đã giới thiệu tên hai người bọn họ, người nam tên Hạ Thiên, nữ là Tiểu Kiều. Lúc đó ta đã cảm thấy có chút quen tai nhưng cái tên Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều lại rất thông dụng, thành ra ta cũng không nghĩ nhiều. Nhạc gia gật đầu, bây giờ ngươi đã biết vì sao San San lại kiên quyết như vậy không? Mẹ nó, San San không thành thật gì cả, đã biết từ sớm mà không nói với chúng ta. Phong Ca khó chịu nói. Người mất tích là tổ trưởng phân bộ thiên đạo tổ ở châu Âu.
Nhạc gia cười nói, tuổi ta đã lớn, cũng không còn có thể tiến vào thiên đạo tổ chính thức. Ở đây cũng chỉ có ngươi và nàng ấy là có cơ hội nhất. Mẹ kiếp, Phong Ca thầm mắng một câu, sau đó xoay người đuổi theo Chu San San. Nhìn theo bóng lưng Phong Ca, Nhạc gia nhếch miệng cười, nụ cười ý vị thâm trường, ánh mắt hiện lên thần thái, hoàn toàn không giống ánh mắt vừa rồi. Đáng tiếc cũng không có ai nhìn thấy. Chấm. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều rơi xuống đất, phát hiện bản thân đang ở bên trong một hang động u ám. Dưới chân là một bàn đá màu trắng rất lớn. Bàn đá này dài rộng 10 mét, mặt bàn bị cắt hai đường chéo thành bốn hình tam giác cân. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều rơi vào bên trong một hình tam giác, đứng đối diện là một nam nhân mang mặt nạ màu trắng, người khoác đấu bổng màu đen. Hoan nghênh hai vị đến Ngu Giả Chi Trác, ta là phát bài nhân của các ngươi. Các người có thể gọi ta là Lang Cổ Kiệt. Nam nhân mặt trắng nói với Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên nhếch miệng, hiển nhiên cảm thấy khó chịu với việc sơn động tối đen như thế, đám ngớ ngẩn các ngươi chẳng khác gì mấy con chuột, trốn bên trong địa động ẩm ướt. Có một số ánh sáng, trước khi chưa chiếu rọi được chúng sinh, không tránh khỏi phải ẩn mình tại chỗ sâu hắc ám. Nam nhân mặt trắng cười ha hả, nếu các ngươi đã đến đây, vậy chúng ta chơi trò chơi đi. Không hứng thú, Hạ Thiên trực tiếp từ chối, bây giờ ta rất ghét người mang mặt nạ màu trắng. Ngươi và Bạch Vô Thường có liên quan gì hay không? Ta không biết Bạch Vô Thường gì cả, vị tiên sinh này, ngươi hẳn nhận nhầm người rồi. Nam nhân mặt trắng lắc đầu, tay áo vung lên, hai tấm bài bay ra, rơi xuống trước mặt Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, không cần phải nhiều lời. Lật bài đi, sau khi lật bài, các ngươi sẽ có thu hoạch. Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều hiện lên sự nghi hoặc, có ý gì vậy? Các ngươi tìm đến đây chẳng phải để lật bài sao? Nam nhân mặt trắng mỉm cười, chậm rãi giải thích, nếu lật được bài tốt, các ngươi muốn biết cái gì, muốn lấy cái gì, Ngu Giả Vĩ Đại sẽ thỏa mãn cho các ngươi. Đương nhiên, nếu lật bài xấu, các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt. Linh hồn của các ngươi cũng sẽ bị thu vào Mê Uyên Bảo Hạp, vĩnh viễn cho Ngu Giả Vĩ Đại sử dụng. Lật bài chẳng có ý nghĩa gì cả. Hạ Thiên cười nói, ta trực tiếp lật xương đỉnh đầu của ngươi không được sao? Nam nhân mặt trắng cười đắc ý, chỉ sợ không được, chúng ta nhìn thì giống như đang đứng chung một chỗ, nhưng thật ra là cách mấy bức tường không gian. Ngươi muốn đến gần ta, hắn ta chỉ hai hình tam giác, trịnh trọng nói, nhất định phải vượt qua hai không gian kia. Nhưng hai không gian đó thông đến chỗ nào, ngay cả ta cũng không biết. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi sẽ bị lạc trong không gian. Đừng nói chạm được ta, chỉ cần ngươi hơi có dị động, nhất định sẽ bị vòng xoáy không gian ép thành kiếp cho, tan thành mây khói. Thuận tiện nhắc các ngươi thêm một câu. Lúc này, nam nhân mặt trắng ý vị thâm trường nói, Ngu Giả Vĩ Đại nắm trong tay vô số thời không, nhưng mỗi cái đều có liên hệ đến trái đất. Nếu các ngươi đủ thông minh, sau khi lạc vào mê thất, các ngươi cũng có một phần vạn vạn xác suất tìm được đường quay về đây. Ngươi nói nghe lợi hại quá nhỉ, còn không phải sợ chết sao? Hạ Thiên khinh thường nói, có bản lãnh thì đứng ra, chúng ta đánh với nhau một trận. Ta cam đoan sẽ đánh chết ngươi. Nam nhân mặt trắng lắc đầu, ta cũng chỉ là người chia bài, cũng không phải người quyết đấu. Nếu ngươi muốn tìm một đối thủ sức mạnh ngang nhau, có thể lật bài, lật được người quyết đấu, vậy thì ngươi có thể thống khoái đánh một trận rồi. Tại sao ta lại phải nghe ngươi? Hạ Thiên nhếch miệng. Ngươi nói lật bài thì lật bài, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nam nhân mặt trắng cười nhạt, ta là người lật bài, nếu ngươi không lật, dựa theo quy tắc, ta sẽ thay ngươi lật một tấm. Kiều Tiểu Kiều ngược lại không tranh cãi với người này, cầm hai tấm bài, tiện tay lật lên xem qua một lượt, phát hiện hai mặt đều là hoa văn, cũng không có điểm gì đặc biệt, đây là bài gì? Hai mặt ngửa úp đều không có gì khác nhau. Đương nhiên là không rồi. Chỉ khi nào ngươi xác nhận muốn lật bài, mặt bài mới có thể hiện ra. Nam nhân mặt trắng cười nói. Kiều Tiểu Kiều, chỉ hai tấm bài đó thôi sao? Dĩ nhiên không phải rồi, hết thảy có 12 tấm bài. Nam nhân mặt trắng hất tay lên, có 10 tấm bài bay ra ngoài, các ngươi lựa chọn một tấm, sau đó xác định thì nói cho ta biết được. Vậy làm sao xác định thắng bại? Kiều Tiểu Kiều tiếp tục kiểm tra 12 tấm bài. Xét từ ngoài mặt mà xem. Hoàn toàn không có gì khác nhau, ngươi ngay cả quy tắc cũng không nói, đã thúc giục chúng ta lật bài, chỉ sợ đây là một cái bẫy.
Nam nhân mặt trắng có chút không kiên nhẫn nói, có tin hay không thì tùy các ngươi, nhưng bây giờ các ngươi đã không còn sự lựa chọn. Bây giờ ta giúp các ngươi lật bài. Đúng là quy tắc lưu manh. Kiều Tiểu Kiều tiện tay ném 12 tấm bài xuống đất, lạnh giọng nói, ngoại trừ chồng của ta, còn có chị em tỉ muội, từ trước đến nay ta không tiếp nhận bất cứ người nào sắp xếp. Bài này của ngươi, chúng ta một cái cũng không lật. Ta không phải đến chơi đùa cùng với các ngươi. Chúng ta chỉ đi điều tra một số chuyện mà thôi. Vừa rồi ta đã nói. Giọng nói nam nhân mặt trắng hơi nghiêm lại, mặc kệ làm cái gì, trước cứ lật bài. Bài đã rơi xuống bàn, các ngươi không còn lựa chọn nào khác. Kiều Tiểu Kiều kiêu ngạo nói, cũng chưa chắc. Vợ Tiểu Kiều, không cần thiết phải nói nhiều với tên ngốc đó như vậy. Hạ Thiên hờ hững nói, cứ xử lý tên ngớ ngẩn đó, sau đó lật luôn cả cái bàn. Nam nhân mặt trắng hừ lạnh một tiếng, nếu các ngươi đã khinh thường ngu giả chi bàn, ta sẽ để các ngươi nếm thử, hả? Bành! Lời còn chưa nói hết, trên mặt đã chịu một quyền thật mạnh của Hạ Thiên. Cả người nam nhân mặt trắng bay rớt ra ngoài, nhưng sau khi rơi xuống đất, hắn ta lại rơi xuống khu vực hình tam giác, gương mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn ta đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đứng trước mặt của hắn ta, không thể nào. Giữa chúng ta cách mấy bức tường khe hở không gian, ngươi không thể nào xuất hiện trước mặt ta được. Bành, bành. Chút khe hở đó đối với ta mà nói không hề có chút tác dụng nào. Hạ Thiên nhếch miệng, đánh thêm hai quyền qua, đánh cho đối phương miệng mũi phun máu, kêu thảm không thôi. Này, dừng tay. Nam nhân mặt trắng hoàn toàn nghĩ không ra Hạ Thiên rốt cuộc như thế nào làm được, nhưng cơ thể chịu mấy quyền có chút không chịu nổi. Đành phải kêu ngừng, nếu ngươi không dừng tay, cũng đừng trách ta không khách sáo. Hạ Thiên đánh liên tiếp quyền này đến quyền nọ, hiển nhiên không có ý dừng tay. Xác nhận lật bài, nam nhân mặt trắng đành phải khàn giọng hét lớn, hai tay bóp quyết, điểm ra ngoài hư không, ngu giả vĩ đại, xin đưa bọn họ đến Mê Uyên Hạp Tử. Lúc này, giữa không trung vang lên một âm thanh xa xưa. Lật bài, xác nhận, ngu giả vĩ đại sẽ chỉ dẫn các ngươi. Nguyện thời không vô tận ban cho các ngươi sức mạnh đối kháng thiên đạo và vô thường. Hai tấm bài, thời không Mê Uyên, xác nhận. Kiều Tiểu Kiều nghe xong, lại liếc nhìn hai tấm bài, không khỏi cau mày, có chút cổ quái. Hai tấm bài này không biết là chìa khóa của cái hộp hay là giấy thông hành không gian nữa. Ta chẳng quan tâm chúng là cái gì, xử lý tên ngốc kia trước rồi nói. Hạ Thiên vẫn khinh thường, một quyền đánh nát mặt nạ màu trắng của người kia. Phát hiện gương mặt bên dưới không hề có ngũ quan, chỉ có một mảnh màu xám. Nam nhân mặt trắng phát ra tiếng cười trào phúng, lật bài hoàn tất, hy vọng các ngươi sẽ có một hành trình thật vui vẻ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, cơ thể của hắn ta biến thành đá vụn, tản khắp mặt bàn. Mặt bàn hình tam giác bỗng nhiên sáng lên ánh sáng, lúc này Kiều Tiểu Kiều mới giật mình nhận ra, những hình tam giác bên dưới thật ra là truyền tống trận. Chỉ là trận pháp truyền tống bình thường hình tròn, nàng cũng không hiểu rõ về trận pháp, cho nên cũng không phát hiện ra ngay từ đầu. Hạ Thiên lại càng không có kiến thức về trận pháp, cho dù biết, hắn cũng không để ý. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất, Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều trong nháy mắt biến mất khỏi mặt bàn. Giữa hư không nổi lơ lửng vô số cái hộp lớn chừng bàn tay. Những cái hộp này được một cái đầu rắn to bằng ngón tay cái ngậm lấy. Tạo thành một tấm lưới vô cùng quỷ dị. Lúc này, Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều giống như hai hạt cát, theo gió phiêu đãng, cuối cùng rơi vào bên trong một cái hộp. Cái hộp đó đã sớm được mở ra, bên trong dường như cất giấu một thế giới khác. Sau khi hai người bọn họ tiến vào trong hộp, nắp hộp chậm rãi khép lại. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều giống như hai ngôi sao, sau lưng là một mảnh hắc ám vô ngần, trước người là sơn hà liên miên chập trùng. Hai người bình yên rơi xuống một sườn núi. Hoa văn trên bàn kia thật ra chính là truyền tống trận. Cái gọi là lá bài chính là chìa khóa khởi động trận pháp. Sau khi rơi xuống đất, Kiều Tiểu Kiều nhìn chung quanh, cũng không biết tại sao người đứng đằng sau kia lại biến thông đạo tiến về dị giới thành cái hộp như vậy. Vợ Tiểu Kiều, nàng không cần phải suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên hoàn toàn chẳng quan tâm, suy nghĩ của kẻ ngốc, người bình thường chúng ta không hiểu được đâu. Kiều Tiểu Kiều nghe xong, cũng không khỏi có chút thả lỏng, nhưng rồi lại cau mày, linh khí nơi này dồi dào hơn nhiều so với trái đất, chẳng lẽ chúng ta được truyền tống đến Tiên Vân Đại Lục?
nơi này không phải Thiên Vân Đại Lục. Hạ Thiên lắc đầu. Kiều Tiểu Kiều có chút nghi hoặc nhìn hắn, chàng chưa từng đến Thiên Vân Đại Lục, làm sao chàng biết không phải? Không cần đi cũng biết, nhất định không phải rồi. Hạ Thiên mỉm cười đáp. Lúc này, từ đằng xa có mấy luồng kiếm quang bay lượn đến, rơi xuống đỉnh núi gần Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Trong đó, một lão giả thân mang bạch bào, đầu đội tử quan, nhìn qua liền có cảm giác tiên phong đạo cốt, cất cao giọng nói với Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, hai vị đạo hữu đằng trước, không biết hai vị thuộc môn phái nào. Vì sao lại đến Bắc Hồ Sơn Trang của chúng ta? Bắc Hồ Sơn Trang, Hạ Thiên nghe được bốn chữ này, lông mày cau lại, cảm giác giống như đã nghe nói ở đâu đó rồi. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, cũng không có ý định chơi trò giấu giếm với người khác, ta họ Kiều, đây là chồng, đạo lữ của ta, tên Hạ Thiên. Chúng ta là người của Phiếu Miểu Tiên Môn. Phiếu Miểu Tiên Môn, lão giả đội tử quan hơi cau mày nói, Bắc Hãn giới ta không có ít tông môn lớn nhỏ, nhưng ta chưa từng nghe nói qua Phiếu Miểu Tiên Môn. Hai vị đạo hữu, phải chăng hai vị đang cố tình giả mạo lai lịch? Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy cực kỳ khó chịu, này, lão đầu nhi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng xứng để ta và vợ Tiểu Kiều lừa ngươi sao? Lớn mật, làm càn, ngươi dám ăn nói với đại trưởng lão ta như thế, muốn chết. Lão giả đội tử quan còn chưa lên tiếng, đám đệ tử phía sau ông ta đã bắt đầu gầm thét lên. Tất cả im miệng cho ta, Hạ Thiên lười biếng quát một tiếng. Chỉ một khắc, sơn hà lắc lư, cả một khoảng trời như muốn bị chấn vỡ. Tu vi đám đệ tử tông môn hơi thấp, bị chấn động đến ngất đi. Gương mặt Hạ Thiên hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Khi còn ở trái đất, hắn cũng quát tháo người ta như thế, cùng lắm thì chấn người khác nói không ra lời. Đến nơi này, hắn lại có thể dẫn phát dung chuyển lớn như vậy. Kiều Tiểu Kiều nhẹ giọng nói với Hạ Thiên, hoàn cảnh linh áp nơi này không giống trái đất, hiệu quả sinh ra đương nhiên cũng khác biệt. Chàng thu liếm lại chút nhé. Lão giả đội tử quan biến sắc, nhìn chằm chằm Hạ Thiên, quát tức thành lôi, ngươi, ngươi, đạo hữu hẳn là lão tổ phân thần kỳ. Cái gì phân thần kỳ? Quá rác rưởi, Hạ Thiên hờ hững nói, ta và vợ Tiểu Kiều đều là độ kiếp kỳ. Lão giả đội tử quan cả kinh đến toàn thân đổ mồ hôi, lập tức quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu, vi mặt hậu tiến, đại trưởng lão Bắc Hồ Sơn Trang Tô Ôn Dương xin ra mắt chuẩn tiên lão tổ độ kiếp kỳ. Cái gì lão tổ hay không lão tổ, khó nghe qua. Hạ Thiên nói, ta tên Hạ Thiên, hạ của Xuân Hạ Thu Đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Tham kiến Hạ Tiên Nhân, tham kiến Kiều Tiên Tử, lão giả đội tử quan lập tức sửa lại lời nói. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, các ngươi đứng lên đi. Đa tạ Kiều Tiên Tử, đa tạ Hạ Tiên Nhân. Trong lòng lão giả đội tử quan thoáng thả lỏng một hơi. Tuy nói ông ta không tin tưởng lắm hai người này là tu tiên giả độ kiếp kỳ, nhưng có thể quát tức thành lôi, cảnh giới tu vi so với ông ta chỉ cao hơn chứ không thấp, kịp thời nhận thua mới là lựa chọn chính xác. Bắc Hồ Sơn Trang, họ Tô. Hạ Thiên hơi cau này, nhớ lại có một tên ngốc họ Diệp. Lúc đó hắn ta thường xuyên kêu là cái gì là Đại Bắc Hồ Tô Diệp ta ngưu bức nhất. Hạ Tiên Nhân, chẳng lẽ Bắc Hồ Sơn Trang ta có gì bất kính hay sao? Lão giả đội tử quan có chút lo sợ hỏi. Hạ Thiên nói, vậy ngươi có biết cái tên ngớ ngẩn tên Tô Diệp hay không? Trong lòng lão giả đội tử quan không khỏi hồi hộp một chút, cẩn thận đáp, Tô Diệp chính là khuyển tử, không biết nó có chỗ nào đắc tội Hạ Tiên Nhân, có gì mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Trước kia có đánh vài lần nhưng không quan trọng, hắn ta quả thật là người có chút thú vị, Hạ Thiên hờ hững nói. Trong lòng lão giả đội tử quan thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giải thích, thời gian trước, con ta chịu sự sai khiến của Liên minh Tu Tiên đến Tiên Khí Chi Địa tìm kiếm tu tiên giả thất lạc. Nhưng gần đây nó đã trở về, hiện tại đang bế quan. Hắn ta không chết à? Hạ Thiên nhếch miệng, cũng không thèm để ý, vậy coi như mang của hắn ta lớn. Lão giả đội tử quan vội vàng nói, nếu khuyển tử và Hạ Tiên Nhân có quen biết, vãn bối sẽ gọi nó đến đây để bái kiến. Hạ Thiên cũng chẳng hào hứng gì, quên đi. Tô lão, không biết người có nghe qua Thiên Vân Đại Lục không? Kiều Tiểu Kiều đột nhiên hỏi. Lão giả đội tử quan liên tục khoát tay, không đảm đương nổi xưng hô của Tô Tiên Tử như vậy. Người gọi ta là Tô Ôn Dương được rồi. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, xét tuổi tác. Ngươi chính là trưởng bối của chúng ta.
lão phu không dám mạo phạm. Trong lòng lão giả đội tử quan suy đoán mục đích hai tu tiên giả cao giai đến Bắc Hồ Sơn Trang. Ít nhất hiện tại ông không cảm nhận được địch ý từ họ, không biết hai vị tiền bối đến Bắc Hồ Sơn Trang rốt cuộc có chuyện gì không. Tiếp theo, ông ta hỏi dò, hẳn hai vị tiền bối đến gặp đặc sứ Ngũ Hành Tông. Kiều Tiểu Kiều bất động thanh sắc, tùy ý hỏi, đặc sứ Ngũ Hành Tông cũng có tu vi độ kiếp kỳ sao? À, thế thì không có. Lão giả đội tử quan lắc đầu liên tục, lập tức giải thích, tuy nhiên, ở Bắc Hãn giới chúng ta, Ngũ Hành Tông truyền thừa lâu đời nhất, có mấy vạn năm nội tình, quả thật có khả năng có đại năng độ kiếp kỳ. Thế đặc sứ kia ở đâu? Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ làm sao để phá cục. Trong tiềm thức của nàng, thế giới này vẫn là một mảnh ghép của ngu giả chi trác. Nếu lão giả đội tử quan đã nhắc đến Ngũ Hành Tông, vậy nàng nên đi gặp vị đặc sứ kia rồi nói. Hạ Thiên đối với cái tên này cũng cảm thấy có chút quen tai, nhưng hắn lười nhớ lại, cũng không vì mấy chuyện nhàm chán này mà lãng phí trí nhớ. Ngài ấy đang ở trong sơn trang của ta, do đích thân trưởng môn bổn phái tiếp đãi. Thái độ của lão giả đội tử quan vẫn luôn duy trì cung kính, thuận tiện giới thiệu Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều tình huống của Bắc Hồ Sơn Trang. Mặc dù Bắc Hồ Sơn Trang chúng ta lập phái chỉ 3.000 năm nhưng cũng là thế lực tu tiên không thể khinh thường ở Bắc Hãn giới. Gần đây, Ngũ Hành Tông quá tỏa sáng, yêu cầu Bắc Hồ Sơn Trang chúng ta gia nhập Ngũ Hành Tông, trở thành một phân bộ bên dưới. Hiện tại việc này vẫn còn đang đàm phán. Tiếp theo, ông thử thăm dò, nếu hai vị nguyện ý trợ giúp Bắc Hồ Sơn Trang của chúng ta, có lẽ chúng ta còn có thể phản pháo lại Ngũ Hành Tông, trở thành tông môn cường đại nhất Bắc Hãn giới. Chúng ta đi xem Ngũ Hành Tông là mặt hàng gì trước đi. Hạ Thiên nói, tuy nhiên, tu vi Tô Diệp cũng khá cao. Tại sao hắn ta không ra tay đánh tên đặc sứ kia? Hạ Tiên Nhân nói đùa, mặc dù con của ta trải qua lịch luyện, thu được chút kỳ ngộ, nhưng trước mắt cũng chỉ là nguyên anh kỳ đỉnh phong. Sau khi xuất quan cũng có thể đạt đến phân thần kỳ. Gương mặt lão giả đội tử quan thoáng hiện lên nụ cười kiêu ngạo nhưng ngoài miệng vẫn vô cùng khiêm tốn. Nhưng chút tu vi đó thật sự không đáng nhắc đến, nhất là so sánh với hai vị tiền bối, lại càng là đom đóm dưới ánh trăng mà thôi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, lại còn muốn đạt đến cảnh giới phân thần kỳ. Xem ra, tên ngốc đó cũng có chút vận khí cứt chó. Đáng lý khi đánh hắn ta nên ra tay nặng hơn một chút. Lần trước đánh hắn ta thật sự quá nhẹ. À, cái này, lão giả đội tử quan bị lời nói của Hạ Thiên làm cho phát mộng. Người có thực lực khủng bố này rốt cuộc có quan hệ gì với con của ông? Rất nhanh, Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều sử dụng phi kiếm của lão giả đội tử quan, nhanh chóng bay đến Bắc Hồ Sơn Trang. Chủ điện tông môn Bắc Hồ Sơn Trang được xây trên đỉnh của một ngọn núi cao, chẳng những chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc còn nguy nga hơn cả cung điện ở trái đất. Đây chính là chủ điện bổn phái, Tình Xuyên Lâu. Lão giả đội tử quan đè xuống phi kiếm, bình ổn rơi xuống trước lầu. Cao giọng quát to, trưởng môn sư huynh, có hai vị chuẩn tiên lão tổ độ kiếp kỳ đến, xin nhanh chóng di giá ra nghênh đón. Kiều Tiểu Kiều cũng không ngăn cản lão giả đội tử quan cao điệu như thế. Quá mức cao điệu, nhiều khi sẽ hỏng việc. Nhưng hiện tại, bọn họ cần cao điệu, chỉ có tận khả năng cao điệu mới có thể thu hoạch được manh mối, từ cái hộp này rời đi, trở lại rơ tái đất. Một lát sau, chỉ thấy mấy bóng người từ trong điện bay ra. Bay đến quảng trường trước lầu. Tô sư đệ, người vừa mới nói cái gì? Đi đằng trước là một nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi, mặc áo bào màu xanh, tóc buộc kim quan, chuẩn tiên lão tổ độ kiếp kỳ ở đâu? Lão giả đội tử quan hơi nghiêng người, chỉ vào Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, chính là hai vị tiền bối này. Nam nhân áo bào xanh có chút kinh ngạc quan sát hai người, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng hắn ta vẫn lựa chọn tin tưởng lão giả đội tử quan. Vì thế hắn ta nằm dạp người hạ bái, vãn bối trưởng môn Bắc Hồ Sơn Trang Trần Nguyên Bạch xin ra mắt hai vị chuẩn tiên lão tổ. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều còn chưa lên tiếng, bỗng dưng có người quát khẽ một tiếng, Trần Nguyên Bạch, người quả thật làm mất hết mặt mũi tu tiên giả phân thần kỳ chúng ta. Hai người này nhìn qua hoàn toàn không có tu vi, người lại tin họ là độ kiếp kỳ. Đúng là buồn cười. Luật đặc sứ nói đùa, ta biết cách làm người của Tô sư đệ, ông ấy sẽ không gạt ta. Trần Nguyên Bạch vẫn duy trì tư thái cung kính như cũ, nhẹ giọng đáp, hai vị tiền bối chỉ thấp điệu, thu liếm linh uy mà thôi. Nếu đã có chuẩn tiên đến,
chuyện đàm phán trước gác lại, chiêu đãi hai vị tiền bối mới là chuyện quan trọng. Chỉ thấy một nam nhân vóc người cao lớn, mặc áo bào tím cau mày, gương mặt tràn ngập khinh thường nhìn Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, hai tên giả danh lừa bịp cũng dám đến đây dương oai, đảo loạn chuyện lớn của Ngũ Hành Tông ta. Đáng chết! Nói xong, hắn ta thân hóa hư ảnh, diễm khí sáng rực, một chưởng đập mạnh vào tim của Hạ Thiên. Một cột lửa xuyên qua lồng ngực của hắn. Bành! Lưu hỏa nổ tung, cả ngọn núi dường như muốn bị đốt, thân ảnh Hạ Thiên cũng biến mất trong diễm khí. Cho dù tu tiên giả phân thần kỳ như Trần Nguyên Bạch cũng bị dự uy làm ngã chứ đừng nói chi những người khác. Độ kiếp kỳ cái rắm, quả nhiên chỉ là giả mạo. Nam nhân áo bào tím cười nhạo một tiếng, có chút khinh thường, ở Bắc Hán giới, tu tiên giả độ kiếp kỳ chân chính chỉ có Ngũ Hành lão tổ của Ngũ Hành Tông chúng ta. Một phương giới vực do Ngũ Hành Tông chúng ta định đoạt. Muối chơi chiêu à, hừ, chỉ có một con đường chết. Trần Nguyên Bạch, bổn tọa không rảnh đấu võ mồm với ngươi ở đây. Nam nhân áo bào tím mượn uy thế quát lớn với Trần trưởng môn Bắc Hồ Sơn Trang, ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi có đồng ý gia nhập Bắc Hồ Sơn Trang vào Ngũ Hành Tôn chúng ta, trở thành một đường khẩu của Bích Thủy Tông hay không, ngươi nghĩ cho rõ ràng đi. Còn nữa, ngươi mau giao Tô Diệp ra, hắn ta đã làm hỏng nhiệm vụ do Liên Minh Tu Tiên sai khiến. Cấp trên truyền lệnh xuống muốn bắt hắn ta đến thiên ngục, hình phạt sẽ được công bố vào một ngày khác. Mồ hôi Trần Nguyên Bạch đổ ra như mưa, trong lòng đương nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng Ngũ Hành Tông đang thế mạnh, hoàn toàn không cho ông ta cơ hội thở dốc. Bây giờ lại còn trực tiếp lên tiếng bức bách. Nếu ông ta gật đầu đồng ý, chỉ sợ mặt mũi sẽ bị mất hết, còn tư cách gì làm trưởng môn một phái nữa. Huống chi, Tô Diệp là đệ tử quan môn của ông. Cũng là thiên tài thiên tư chắc tuyệt nhất Bắc Hồ. Nếu giao hắn ta ra, Bắc Hồ Sơn Trang đoán chừng sẽ hoàn toàn lưu lạc. Tô Ôn Dương cũng tức giận không thôi, nhưng ông không thể làm gì. Ban đầu, ông còn tưởng rằng mình gặp được hai cường giả độ kiếp kỳ, bây giờ mới biết là hàng dởm, ngay cả một chiêu của đặc sứ cũng không tiếp nổi. Bắc Hồ Sơn Trang ta có 7 mạch 13 phường, tổng cộng 10 mấy vạn đệ tử. Tâm tư Trần Nguyên Bạch thay đổi thật nhanh. Đối cứng với đặc sứ Ngũ Hành Tông là không thể nào, chỉ có thể tùy thời ứng phó, mặc dù ta là trưởng môn nhưng không thể độc đoán, còn cần thương nghị với thủ tọa 7 mạch một phen. Huống chi, Tô Diệp còn đang bế quan ở Trường Nguyệt Phong, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt đột phá phân thần kỳ. Nếu hắn ta may mắn thành công, đó chính là vị tu tiên giả phân thần kỳ đầu tiên của Bắc Hồ Sơn Trang ta trong gần 100 năm qua, vừa lúc có thể nhận được một xá lệnh từ Liên Minh Tu Tiên. Đánh giám. Nam nhân áo bào tím không thèm nghe mấy lời nói nhảm, chợt quát lên, cho Trần Nguyên Bạch ngươi mặt mũi, ngươi lại không muốn. Ta không ngại nói cho ngươi biết, Bắc Hồ Sơn Trang ngươi gánh không nổi đâu. Hôm nay Tô Diệp nhất định phải theo ta đi, nếu không, đừng trách bổn sứ không khách sáo. Con ta vẫn còn đang bế quan, mấy ngày nay đang là thời điểm then chốt đột phá phân thần kỳ, tuyệt đối không thể cắt ngang. Tô Ôn Dương không khỏi khẩn cầu, xin đặc sứ thứ cho thêm mấy ngày. Đến lúc đó ta sẽ đích thân mang khuyển tử đến nhà, Câm miệng, nam nhân áo bào tím một cước đạp lăn Tô Ôn Dương ngã xuống đất, khó chịu mắng, loại tự đại như Tô Diệp, hoàn toàn không có khả năng đột phá đến phân thần kỳ. Bắc Hồ Sơn Trang không có khả năng có được số mệnh đó. Bổn sứ cũng không lãng phí thời gian nữa. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi một bài học, nếu không... Các ngươi còn tưởng rằng bổn sứ đang khua môi múa mép. Nói xong, hắn ta bóp nắm đấm, diễm khí tung hoành đánh tới Tô Ôn Dương và Trần Nguyên Bạch. Bành! Bỗng dưng, một bóng người từ xa bay đến, tiếp nhận một quyền này. Diễm khí lập tức tiêu tán. Mẹ nó, người nào không biết ở Đại Bắc Hồ này, Tô Diệp ta là ngưu bức nhất. Người đến quả nhiên là Tô Diệp. Lúc này, hắn ta mặc một bộ áo bào màu trắng. Ít đi mấy phần cuồng ngạo, nhiều thêm mấy phần trêu tức, ngươi dám ở địa bàn của ta đánh cha và sư phụ của ta. Bên trong đầu của ngươi toàn là phân hay sao? Ha ha, ngươi chính là Tô Diệp. Nam nhân áo bào tím đánh giá Tô Diệp một chút rồi khinh thường nói, nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngươi nhận nhiệm vụ của Liên Minh Tu Tiên nhưng để thất bại. Bên kia truyền dụ lệnh, muốn bắt ngươi đến đó để xử phạt. Bớt ngứa chứng đi. Tô Diệp không để bản thân mình bị đẩy vòng vòng, xì một tiếng, lão tử ở đây, có bản lãnh thì ngươi thử một chút đi.
Nam nhân áo bào tím hừ lạnh một tiếng, cho dù ngươi đột phá đến phân thần kỳ, cũng chỉ là một tiểu tốt tử mà thôi. Bổn sứ đã là phân thần kỳ đỉnh phong từ 60 năm trước, giết ngươi chẳng khác nào giết một con gà. Vậy ngươi đúng là phế vật rồi. Tô Diệp cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, 60 năm còn chưa đột phá. Chút tư chất đó, liếm chân của ta còn không xứng. Đúng là can đảm. Nam nhân áo bào tím giận tái mặt, vùng tay lên đánh ra ba quyền diễm, bổn sứ trước làm thịt ngươi, sau đó diệt Bắc Hồ Sơn Trang, để các ngươi biết ai mới thật sự là trời ở Bắc Hãn giới này. Trời cái đầu mẹ ngươi đấy. Tô Diệp nhìn thấy ba quyền diễm vọt đến, đầu tiên là tiện tay đánh lui quyền diễm, sau đó bóp quyền đánh tới. Nam nhân áo bào tím hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn ta nhẹ nhàng lắc lư nắm đấm, trong nháy mắt xuất hiện hơn 100 quyền diễm, giống như thiên thạch đánh tới Tô Diệp. Hừ, có hoa mà không có quả, chẳng có gì hay. Tô Diệp bình thản tự nhiên, cười ha hả nói, ở trái đất có một tên gia hỏa cực kỳ đáng ghét. Ta và hắn đánh với nhau mấy trận không thắng nhưng hắn đã dạy cho ta một thứ, đó chính là khi đánh nhau, tuyệt đối đừng chơi mấy thứ lòe loẹt. Lời còn chưa dứt, người đã lóe lên bên trong đống quyển diễm, xuất hiện sau lưng nam nhân áo bào tím. Đi chết đi! Nhắm ngay hậu tâm người này, Tô Diệp đánh xuống một quyền thật mạnh. Bành! Cương phong bạo tràn, thổi đến bụi thạch bốn phía bay lên. Đệ tử tu vi thấp thậm chí còn bị thổi bay mấy chục mét có hơn. Chẳng có gì hơn, nam nhân áo bào tím chỉ hừ nhẹ một tiếng, tiện tay nhấc lên, quang điểm như mưa, biến thành trường tiễn bao vây Tô Diệp lại. Tô Diệp tránh cũng không thèm tránh, phóng ra thanh quang trọi cứng với đám trường tiễn, còn người thì thẳng tắp lao đến nam nhân áo bào tím. Hai người có qua có lại, đánh nhau túi bụi. Trước kia, Tô Diệp rất thích quyền đến quyền đi liều mạng với người khác. Nhưng hắn ta học qua là quyền thuật cao thâm chứ không phải nắm đấm vô nghĩa. Nhưng sau khi gặp Hạ Thiên ở trái đất xong, hắn ta bỗng nhiên biến thành mãng phu. Đánh nhau với người khác, hắn ta bóp quyền là đánh, nhấc chân là đá, vứt bỏ hoàn toàn cái gọi là chương pháp, chiêu thức. Đúng là ngu không ai bằng. Nam nhân áo bào tím khinh thường phương thức đối chiến như vậy, người tưởng mình có cơ thể kim cương bất hoại sao? Bổn sứ đánh xuyên qua, hả? Một lá bùa không biết từ lúc nào xuất hiện trên người nam nhân áo bào tím, trực tiếp định trụ hắn ta lại. Tên gia hỏa chán ghét kia đã dạy ta như thế đấy. Tô Diệp nhếch miệng, có chút trào phúng, đó chính là khi đùa nghịch ám chiêu, tuyệt đối đừng do dự. Nếu không, người thua thiệt chính là mình. Nói xong, hắn ta vận sức mạnh toàn thân, hội tụ thành quyền phong, nặng nề đập vào ngực đối phương. Oanh! Bị một quyền này! Gương mặt nam nhân áo bào tím lộ ra vẻ đau đớn, tiếp theo cơ thể không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Hừ, chỉ một chút bản lãnh mà còn dám đến Bắc Hồ Sơn Trang dương oai. Tô Diệp thu lại nắm đấm, khinh thường nói. Lúc này, Tô Ôn Dương nhìn không được hô to, con ta, cẩn thận sau lưng. Trong lòng Tô Diệp run lên, lập tức quay người, quả nhiên nhìn thấy mấy chục quyền diễm từ phía đối diện đánh tới. Cũng may hắn ta phản ứng kịp thời. Đánh bay từng cái. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, mấy chục phân thân nam nhân áo bào tím xuất hiện. Mỗi người thảy ra ngoài một sợi dây thừng, trói Tô Diệp lại thật chặt. Tiểu tử, để bổn sứ dạy cho ngươi một đạo lý, chính là gừng càng già càng cay. Song quyền nam nhân áo bào tím xuất hiện sau lưng Tô Diệp, một quyền đánh trúng tim, diễm khí từ trước ngực xuyên qua đằng sau. Phốc, Tô Diệp há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Uể oải ngã xuống đất, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, người đừng có đắc ý, lão tử còn chưa thua đâu. Hừ, không chịu thua, vậy thì đi chết đi. Bàn tay trái nam nhân áo bào tím nắm chặt, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh trường thương đặt ngay cổ họng Tô Diệp. Khoan đã, Trần Nguyên Bạch kinh hô một tiếng, sau đó thở dài, nói với nam nhân áo bào tím, luật đặc sứ, ta nguyện ý giao ra Bắc Hồ Sơn Trang. Gia nhập vào ngũ hành tông, các ngươi có thể tùy ý thúc đẩy. Ta chỉ hy vọng giữ Tô Diệp một mạng, hắn ta chính là hỏa chủng của Bắc Hồ Sơn Trang chúng ta. Sư phụ, không cần chịu thua hắn ta. Tô Diệp dáng chống đỡ, vừa rồi là con chủ quan, mấy thứ này có tiếng mà không có miếng, không thắng được con đâu. Có tiếng mà không có miếng. Ánh mắt nam nhân áo bào tím tràn ngập sự khinh miệt, lạnh lùng nói, luật tiếu đình ta ở ngũ hành tông.
thậm chí là Bắc Hãn giới đều là tông sư pháp thuật tiếng tăm lừng lẫy, nắm giữ 3.000 loại pháp thuật, mỗi một loại đều có thể vận dụng đến trạng thái đỉnh phong. Đừng nói loại gia hỏa tự đại ngươi, ngay cả hai tên ngốc tự xưng độ kiếp kỳ vừa nãy cũng bị một chiêu của bổn sứ oanh sát. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên, trong giọng nói mang theo sự bất mãn cực lớn, này, người nói ai ngốc đấy? Người đánh hắn ta thì đánh hắn ta đi, người lôi cả ta vào chính là tự tìm đường chết. Nam nhân áo bào tím nghe được giọng nói này, không khỏi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đột nhiên nhìn thấy bên trên sơn môn cao lớn có hai người đang đứng, chính là đôi nam nữ trẻ tuổi tự xưng là độ kiếp kỳ vừa rồi. Khi Tô Diệp nhìn thấy Hạ Thiên, không khỏi kinh ngạc, Hạ Thiên. Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi, các ngươi không chết. Nam nhân áo bào tím kinh ngạc không hiểu. Hạ Thiên nhếch miệng, với chút bản lãnh đó của ngươi, muốn ta có việc khó lắm. Thông thiên quyền diễm của ta đã sớm tu luyện đến tình trạng đăng phong tạo cực. Cho dù là tu tiên giả hợp thể kỳ cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Nam nhân áo bào tím lẳng lặng nhìn Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, lập tức nghĩ đến một khả năng, ta hiểu rồi, vừa rồi các ngươi nhất định đã dùng thuật khôi lỗi hoặc phù thế thân, hoặc thân pháp cao cấp hơn, đúng không? Cho nên nói ngươi mới là thứ ngu xuẩn nhất, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, ngươi có nghĩ đến là do quyền diễm của ngươi không được không? Làm càn, nam nhân áo bào tím rốt cuộc không nhịn được, bỗng dưng phóng người lên. Bóp quyền đánh tới Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Một quyền này hiển nhiên đã dùng hết toàn lực. Toàn bộ Bắc Hồ Sơn Trang đều chấn động, linh khí trong phạm vi trăm dặm đều bị quét sạch không còn, quyền diễm cháy hừng hực như mặt trời. Khí tức nóng rực thiếu chút nữa hút khô hồ nước gần đó. Chỉ trong nháy mắt nhưng thiên địa dường như bị phơi khô, hết thảy đều rơi vào yên lặng. Bành! Một nắm đấm không có gì lạ phá vỡ sự yên lặng này. Đồng thời cũng phá vỡ ngàn vạn quyền diễm không thể tưởng tượng kia, đập thật mạnh vào gương mặt nam nhân áo bào tím. Nam nhân áo bào tím cũng không phải không để ý đến nắm đấm đó, chẳng qua hắn ta cho rằng nắm đấm đó rất bình thường, không có khả năng đánh trúng hắn ta, cũng tuyệt đối không tạo thành uy hiếp gì. Thông thiên quyền diễm của hắn ta đang toàn lực hành động, cho dù huyền thiết vạn năm cũng có thể đốt thành cho tàn. Cái gì độ kiếp kỳ, ta nhổ vào. Cho dù là tu tiên giả độ kiếp kỳ thật sự, nắm đấm như vậy cũng không tổn thương được hắn ta mảy may. Đáng tiếc, hắn ta đã phán đoán sai lầm. Một quyền bình thường lại khiến hắn ta quá đau. Chưa đến một phần vạn giây, xương cốt, kinh lạc, khổng khiếu toàn thân hắn ta đều bị phá hủy hoàn toàn. Người hắn ta giống như lưu tinh, đập thật mạnh vào mặt đất, biến mất không thấy đâu. Cái này, Tô Diệp nhìn thấy cảnh này. Lập tức á khẩu không trả lời được. Ban đầu, hắn ta cho rằng mình trưởng thành đã đủ nhanh, nghĩ không ra ngay cả hít khói cho Hạ Thiên cũng không thể. Lão Tặc Thiên, vì sao lại để cho thiên tài mạnh nhất Bắc Hồ lại gặp phải tên yêu nghiệt Hạ Thiên chứ? Thiên tài cũng không phải ai cũng có thể làm. Hạ Thiên cười hì hì, khinh thường nói, ở đây, có lẽ ngươi là một thiên tài, nhưng trước mặt ta, ngươi cũng chỉ có tiêu chuẩn bình thường mà thôi. Ngươi! Tô Diệp vốn muốn chế giễu lại nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta thở dài nói, được rồi, không tranh với ngươi nữa. Ngươi ra tay đi. Hạ Thiên lười biếng hỏi, ra tay làm gì? Chẳng lẽ ngươi không phải đuổi theo giết ta sao? Tô Diệp ngạc nhiên hỏi. Hạ Thiên bĩu môi nói, ngươi có tư cách gì để ta phải truy sát? Cũng đúng. Tô Diệp lắc đầu, nhưng rất nhanh lại có nghi hoặc khác, nếu ngươi không phải đuổi theo để giết ta. Vậy tại sao ngươi lại đến Bắc Hãn giới? Chúng ta bị người ta truyền tống đến đây. Kiều Tiểu Kiều giải thích một câu, nhưng cũng không đi sâu vào. Lúc này, Tô Ôn Dương ngược lại hành đại lễ với Hạ Thiên, vô cùng cung kính, đa tạ Hạ Tiên Nhân đã cứu ta một mạng. Nếu không, chỉ sợ Diệp Nhi khó mà sống sót. Trưởng môn Bắc Hồ Sơn Trang Trần Nguyên Bạch cũng bước đến gửi lời cảm ơn, đa tạ Hạ Tiền Bối, còn có Kiều Tiền Bối đã thay ta loại trừ kẻ này. Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều hiện lên sự nghi hoặc, đặc sứ chết ở đây, ngũ hành tông nhất định sẽ không chịu để yên. Chẳng lẽ ngươi không trách chúng ta nhiều chuyện? Có chuyện hôm nay hay không, ngũ hành tông cũng sẽ không buông tha cho Bắc Hồ Sơn Trang ta. Trong lòng Trần Nguyên Bạch đương nhiên biết rõ chuyện này, nhưng ông ta sẽ không vì vậy mà oán Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, ngược lại còn vô cùng cảm kích hai người,
nếu không nhờ hai vị, chỉ sợ hôm nay Bắc Hồ Sơn Trang sẽ vong trong tay ta. Sư phụ, người không cần bi quan như vậy. Tô Diệp nghe xong, nhịn không được liền nói, có con ở đây, Bắc Hồ Sơn Trang không vong được đâu. Cho dù vị ngũ hành lão tổ của ngũ hành tông kia đến, cùng lắm thì con đồng quy vu tận với ông ta thôi. Không nên nói bậy, Trần Nguyên Bạch ngược lại vô cùng tỉnh táo, cũng không có vọng tưởng như vậy, còn thay ngũ hành tông giải thích, thật ra ngũ hành lão tổ là một người cực kỳ khoan dung độ lượng và nhân ái. Năm đó, ta đã từng tiếp đãi qua ông ấy. Bây giờ, ngũ hành tông làm đủ chuyện ngang ngược, tùy ý chiếm đoạt môn phái khác, chu sát không nghe điều lệnh chỉ sợ không phải ý của ông ấy đâu, trong đó tất có ẩn tình. Không phải ông ta thì là ai? Tô Diệp khinh thường nói. Lại còn vạch trần, lão quái vật đó có tu vi cao nhất ở Bắc Hải giới này, chẳng lẽ còn có thể ép ông ta làm mấy chuyện này sao? Trước kia có lẽ không có, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Biểu hiện Trần Nguyên Bạch trở nên ngưng trọng, lạnh lùng nói, ta đã nghe qua một tin đồn, nghe nói sau khi ngũ hành lão tổ tiếp một bóng đen mặt trắng xong, tính tình bỗng nhiên thay đổi, từ đó làm ra những chuyện như vậy. Bóng đen mặt trắng, ta muốn tìm chính là tên ngốc đó. Hạ Thiên nổi giận, hỏi thẳng, ngũ hành tông đó ở đâu? Bây giờ ta sẽ đến đó đánh nổ tên ngốc kia. Hạ Tiền bối, tuyệt đối đừng xúc động. Trần Nguyên Bạch liên tục khoát tay, có chút sợ hãi nói với Hạ Thiên, lai lịch người này rất thần bí, ngay cả ngũ hành lão tổ tiến vào độ kiếp kỳ đã ngàn năm còn phải nghe theo lệnh, các ngươi đi chỉ sợ. Câu nói kế tiếp không nói ra nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Ngươi hơi bị sợ rồi đấy. Hạ Thiên khinh thường nhìn Trần Nguyên Bạch, với lá gan đó của ngươi, làm sao ngươi làm trưởng môn được nhỉ? Lúc này, Trần Nguyên Bạch không phản bác được. Ta đi theo ngươi, ta biết ngũ hành tông ở đâu. Tô Diệp cắn răng, cũng không để ý đến thương thế mà đứng lên, nói với Hạ Thiên, vừa lúc ta cũng muốn tìm ngũ hành lão tổ đánh cho ông ta một trận, cho ông ta biết Bắc Hồ Sơn Trang không phải mặc người ta muốn bóp sao thì bóp. Hạ Thiên cười nói, lão đầu nhi kia là độ kiếp kỳ. Người không sợ bị người ta ngược sao? Sợ cái rắm, người chết chứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Sự kiêu ngạo trong con người Tô Diệp hoàn toàn không bị ma diệt, lộ ra vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, cho dù chết, ta cũng sẽ cắn lão quái vật đó một ngụm, cho ông ta biết Đại Bắc Hồ Tô Diệp ta nghiêu bức nhất. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, xuất phát thôi. Kiều Tiểu Kiều quyết định thật nhanh. Tô Diệp đứng thẳng người. Phụ họa, đi, chúng ta đi đập nát đám phân bò đó. Bốp! Hạ Thiên đánh cho Tô Diệp một cái, không được phép ăn nói thô tục trước mặt vợ ta. À, ngươi! Tô Diệp hít sâu một hơi. Cái đánh này của Hạ Thiên vừa lúc đánh trúng vết thương của hắn ta, khiến hắn ta đau đến mức nhảy dựng lên. Nếu các ngươi đã muốn đi, ta cũng không giữ nữa. Mặc dù Trần Nguyên Bạch cảm thấy có chút lo lắng nhưng nếu Tô Diệp đã muốn đi, Bắc Hồ Sơn Trang khẳng định sẽ không thoát khỏi có liên quan, ta không tiện đi theo. Ta sẽ đưa cho các ngươi mấy món đồ, xem như trợ lực. Nói xong, ông cởi một cái túi bên hông xuống, nhẹ nhàng lấy ra ba món đồ. Một thanh trường kiếm bằng trúc xanh tươi, một lệnh bài đen như mực và một bình đan dược chữa thương. Thanh kiếm có tên là Tâm Hài, tục truyền do tim của bàn cổ tạo thành. Nó có thể giúp cho vạn vật sinh cơ bừng bừng. Cũng có được chi uy vũ động thiên địa, là bội kiếm của tổ sư sáng lập ra Bắc Hồ Sơn Trang Thiên Hồ Đạo Nhân. Biểu hiện Trần Nguyên Bạch vô cùng trang nghiêm cầm thanh kiếm, quay lại nhìn Tô Diệp, trịnh trọng nói, Hạ Tiền bối nói đúng, tính tình ta quá nhút nhát, không xứng làm trưởng môn Bắc Hồ Sơn Trang. Bây giờ, ngươi chính là trưởng môn của Bắc Hồ Sơn Trang, gánh nặng này xin giao lại cho ngươi. Đối với chuyện làm trưởng môn, gương mặt Tô Diệp cũng không có quá nhiều biểu hiện kích động. Ngược lại hắn ta còn ngấp nghé từ lâu thanh tuyệt thế thần kiếm này, sư phụ, người thật sự muốn truyền thanh kiếm này lại cho con sao? À, kiếm không phải đưa cho ngươi mà là Kiều tiên tử. Trần Nguyên Bạch lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục, bây giờ ngươi mới chỉ là phân thần kỳ, không phát huy được một phần ngàn uy năng của thanh kiếm này, ngược lại tu vi và khí độ của Kiều tiên tử lại cực kỳ xứng đôi với thanh kiếm. Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Kiếm này là trấn môn chi bảo của các ngươi, đưa cho ta có vẻ không được thích hợp cho lắm. Không, kiếm này, trừ ngươi ra thì không còn ai thích hợp nữa. Trần Nguyên Bạch chắc chắn gật đầu, cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hiện tại,
ở Bắc Hồ Sơn Trang không có ai phát huy được uy lực của nó, giữ lại trong môn ngược lại chỉ gây ra tai họa mà thôi. Huống chi, Kiều tiên tử vừa đến, thanh kiếm trong túi ta lại kêu lên, hiển nhiên đang hưởng ứng Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều quay lại nhìn Hạ Thiên, chồng, chàng cảm thấy ta có nên nhận không? Hạ Thiên khinh thường nói, vợ Tiểu Kiều, nàng không cần có bất cứ gánh nặng nào trong lòng. Thanh kiếm này trời sinh vốn dành cho nàng. Keng! Dường như hưởng ứng câu nói của Hạ Thiên, thanh trường kiếm màu xanh bỗng nhiên phát ra tiếng kêu rõ ràng. Nó tự động thoát khỏi trói buộc, chém ra mười mấy luồng kiếm mang giữa không trung, sau đó bay đến trước mặt Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều nhìn thoáng qua đỉnh núi bị thanh kiếm chém ngang, phát hiện nó cũng không chém chết thứ gì, ngược lại còn có vô số hoa tươi nở rộ, mầm non mọc lên. Điểm đặc biệt của thanh kiếm do người cầm kiếm quyết định. Trần Nguyên Bạch lại giải thích một câu, nếu nó nằm trong tay của người cùng hung cực ác, đó chính là bại vong chi kiếm. Nếu nó nằm trong tay người lương thiện, đó chính là cứu rỗi chi kiếm. Kiếm tốt, Kiều Tiểu Kiều cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Trần Nguyên Bạch cực kỳ hài lòng, lại nói với Tô Diệp, người đừng trách vi sư hẹp hòi, không truyền lại thanh kiếm này cho ngươi. Thật sự, với tính tình của ngươi, nếu khống chế không tốt, ngược lại còn dẫn đến tai nạn lớn hơn. Tô Diệp cũng không có chút ghen tị, vô cùng thông cảm, con hiểu mà, thanh kiếm này trời sinh không hợp với tính cách của con. Con cầm nó cũng không có tác dụng, không phát huy được uy lực, ngược lại còn có khả năng bị phản phệ. Trần Nguyên Bạch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vui mừng nói, con đúng là đã trưởng thành, hy vọng sau này con có thể trở thành chuẩn tiên lão tổ độ kiếp kỳ đầu tiên của Bắc Hồ Sơn Trang ta. Đến lúc đó, vi sư sẽ vì con mà chế tạo một thanh kiếm tốt. Hạ Thiên dội cho một gáo nước lạnh, với tư chất của hắn, muốn tu luyện đến độ kiếp kỳ, đoán chừng không có hy vọng. Ngươi có thể đạt đến độ kiếp kỳ, vì sao ta lại không thể? Tô Diệp mười phần không phục. Hạ Thiên lười biếng nói, bởi vì ta là Hạ Thiên. Ngươi, Tô Diệp lạnh lùng nói, ta sẽ đạt đến độ kiếp kỳ. Đến lúc đó, ta sẽ tìm ngươi đánh một trận, để xem ai mới là thiên tài chân chính. Chờ ngươi đạt đến độ kiếp kỳ, ta và các bà vợ của ta đã sớm là chân tiên. Hạ Thiên hờ hững nói. Hạ tiền bối, lệnh bài này có tên là vô thường lệnh. Lúc này, Trần Nguyên Bạch quay sang Hạ Thiên, hai tay nâng tấm lệnh bài màu đen. Thành khẩn nói, đây là truyền thừa của tổ sư sáng lập môn phái chúng ta Thiên Hồ Đạo Nhân, chỉ là truyền thừa đã 3.000 năm, cũng không biết có tác dụng gì, chỉ biết là chỉ có độ kiếp kỳ mới có thể sử dụng. Thật ra, Ngũ Hành Tông muốn thu phục Bắc Hồ Sơn Trang ta cũng là vì vật này. Nếu Hạ tiền bối không chê thứ này sẽ dẫn đến Ngũ Hành Tông, thậm chí liên minh tu tiên ngấp nghé, vậy thì ngươi hãy nhận lấy. Được, ta nhận, Hạ Thiên nhìn lệnh bài. Tuy nói hắn không có hứng thú quá lớn nhưng vẫn nhận, nguyên nhân nằm ở hai chữ vô thường trong cái tên vô thường lệnh. Hắn nhớ cái bóng đen mặt trắng kia, ở thế giới địa tâm được gọi là hắc bạch vô thường. Vô thường lệnh này nói không chừng cũng có liên quan đến hắc bạch vô thường. Trần Nguyên Bạch chậm rãi nói, bình đan dược này chính là tích nguyên đan, là đan dược chữa thương. Thứ này chẳng có tác dụng đối với ta. Hạ Thiên nhếch miệng, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Có ta ở đây, ta và vợ của ta chẳng bao giờ dùng đến mấy thứ này. Ngươi đưa cho tên đồ đệ ngốc Tô Diệp của ngươi là được. Tô Diệp nghe xong, gương mặt đã nhịn không được, nhưng vẫn cố mạnh miệng, con cũng không cần. Diệp Nhi, con uống vào đi. Tô Ôn Dương có chút khẩn trương, con không biết y thuật, cũng không có thời gian điều tức chữa thương, không uống đan dược, chỉ sợ con còn chưa đến Ngũ Hành Tông, vết thương đã không còn chữa được. Nói cái gì là liều mạng với Ngũ Hành lão tổ. Tô Diệp thầm nghĩ cũng đúng. Nếu nửa đường hắn ta tiêu đời, với tính tình của Hạ Thiên, chưa chắc sẽ ra tay cứu hắn ta. Đến lúc đó, chẳng phải hắn ta lỗ quá lỗ sao? Nghĩ đến đây, hắn ta đành thu lại lời nói lúc trước, nhận lấy cái bình từ tay Trần Nguyên Bạch, trước bỏ vào miệng một viên. Một lát sau, thương thế quả nhiên đã giảm bớt phân nửa. Được rồi, đừng lề mề nữa. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, nếu còn lãng phí thời gian nữa, Bạch Vô Thường, còn có Ngũ Hành lão tổ gì đó nói không chừng đã chạy mất tiêu. Làm càn. Lúc này, một lôi vân che khuất bầu trời bỗng nhiên bay đến. Lôi long bốc lên trong lôi vân, lại còn có một con mắt thật to như ẩn như hiện trong đám mây. Tán tu lớn mật,
còn có Bác Hồ Sơn Trang đáng chết. Tự tiện giết đặc sứ Ngũ Hành Tông ta thì không nói, lại còn dám sỉ nhục Ngũ Hành lão tổ ta. Nếu ta không đánh các ngươi hồn phi phách tán, biến thành kiếp cho, uy nghiêm của Ngũ Hành Tông ta nằm ở đâu chứ? Nói xong, hình như có vạn đạo lôi đình màu đen như mưa rào đánh xuống. Sông Tố che phủ phạm vi mấy trăm dặm, gần như không ai có thể chạy trốn, cũng không có chỗ có thể trốn. Nếu đã trốn không thoát, vậy thì không cần trốn nữa, cũng không cần thiết phải trốn. Tô Diệp nhìn thấy cảnh tượng đó, chiến ý dâng lên, siết chặt nắm đấm muốn xông lên đám mây, nhưng vẫn không quên nói với Hạ Thiên, Hạ Thiên, chúng ta so đấu với nhau một lần, xem có thể kéo con cá trạch trong đám mây kia xuống được không? Chút trình độ đó không cần ta ra tay. Hạ Thiên lười biếng nói, biểu hiện nhẹ nhàng như mây gió. Trần Nguyên Bạch và Tô Ôn Dương quá sợ hãi, lập tức la lên, ra lệnh cho đệ tử Bắc Hồ Sơn Trang đi tránh rông tố oanh kích này. Để cho ta. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt, múa kiếm trong tay, vừa lúc ta muốn thử độ sắc bén của thanh kiếm này. À, vậy ngươi đến đi. Tô Diệp ngẩn người, sau đó thu lại nắm đấm. Hắn ta có thể đánh nhau với Hạ Thiên. Cho dù hắn biết tu vi chênh nhau rất lớn nhưng hắn ta sẽ không vì thế mà mất đi tinh thần. Nhưng khi đối mặt với Kiều Tiểu Kiều, hắn ta lại không tiện thể hiện thái độ đó. Đầu ngón tay Kiều Tiểu Kiều nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm, cảm nhận được khí thức lâu đời được sinh ra, tươi mát như cây trúc sau cơn mưa, cao xa giống như bầu trời xanh thẳm. Hừ, chỉ là nữ nhân mà cũng dám dùng kiếm trước mặt lão phu. Bên trong tầng mây vang lên một âm thanh khinh thường. Ăn của ta một lôi kiếm, để ngươi cảm nhận được sự đau đớn của ngũ lôi oanh đỉnh. Kiếm này không tệ. Kiều Tiểu Kiều rót linh khí vào trong thanh kiếm, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về giữa không trung, chuẩn bị đánh xuống rông tố. Dù sao nàng cũng không học qua hệ thống kiếm pháp hoàn chỉnh. Sau khi đến Tiên Vân Đại Lục, Cơ Thanh Ảnh và Nguyệt Thanh Nhã đã huấn luyện võ thuật một cách đơn giản cho các nàng, trong đó cũng đã dạy qua kiếm pháp cơ bản của Phiếu Miểu Tiên Môn. Đáng tiếc, bởi vì thời gian có hạn, nàng cũng không lĩnh ngộ được sự tinh diệu bên trong kiếm pháp. Cho nên một kiếm này cũng không có gì ngoài sức tưởng tượng cả. Tuy nhiên, kiếm trong tay nàng lại không phải tầm thường. Một khắc nàng rót linh khí vào, nó dường như sống lại. Thân kiếm ánh lên ánh sáng lóa mắt, toàn thân màu xanh, chẳng khác nào một đoạn thủy trúc, đồng thời thân kiếm còn có một sự rung động thần kỳ, rất giống như nhịp đập của trái tim. Kiều Tiểu Kiều nhấc kiếm vung lên, một luồng kiếm mang màu xanh lục chạm vào đám mây, nghênh đón rông tố dày đặc kia. Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình, lão phu sẽ nghiền nát ngươi. Lời còn chưa nói hết, âm thanh đã đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo, rông tố cũng không còn, còn đám mây thì vỡ ra. Đông, một bóng người từ trong đám mây rơi xuống đất, lăn lông lốc vài vòng, đứng trước mặt Trần Nguyên Bạch. Thân hình người này cực kỳ quỷ dị, trái phải không giống nhau. Bên trái vẫn duy trì diện mạo của người, nhìn qua lại còn rất tuấn lãng. Bên phải thì phủ toàn vảy cá, nhất là con mắt phải to đến mức gần như chiếm hết cả gương mặt, diện mạo dữ tợn vô cùng. Đây là... Trần Nguyên Bạch mở to mắt nhìn xuống cái vật dưới chân cả nửa ngày mới sợ hãi kêu lên, ông ta không phải Sở tông chủ của Bích Thủy Tông sao? Tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Đúng là Sở tông chủ. Tô Ôn Dương cũng tiến lên, nhìn thoáng qua liền kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ ông ta là yêu tu sao? Chưa chắc là yêu tu. Hạ Thiên hờ hững nói một câu, cũng có thể là cơ thể bị người ta cưỡng ép cải tạo. Kiều Tiểu Kiều cau mày, nhẹ giọng nói, bộ dạng này của ông ta có chút giống với tình huống của người bị nhiễm tiên độc, là do cơ thể phát sinh dị biến, biến thành bộ dạng của các loại động vật. Hạ Thiên nói, vợ Tiểu Kiều, ý của nàng là cái tên ngu ngốc đến đây gây sự cùng với đám người ngu ngốc gây sự ở Tiên Vân Đại Lục là cùng một bọn. Rất có thể, Kiều Tiểu Kiều gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đến Ngũ Hành Tông đi. Vậy thì đi thôi, Hạ Thiên không nói gì thêm, tiến lên ôm eo nhỏ của nàng, sau đó đằng không bay lên, thẳng vào Vân Tiêu. Tô Diệp sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, vận thân pháp đuổi theo. Này, các ngươi không đợi ta à? Không có ta dẫn đường, các ngươi biết Ngũ Hành Tông ở đâu sao? Chấm. Núi Dương Thực, Ngũ Hành Tông. Lúc này, bên trong hư âm đại điện,
ngoại trừ tổ sư sáng lập ra môn phái ngũ hành lão tổ, năm tông chủ đã có 4 người đến. Vị trí chính giữa bỏ trống, đó là vị trí của ngũ hành lão tổ, ngoại trừ ông ta ra thì không ai được ngồi. Sở Xuyên Lưu đâu? Một lão giả mặc áo bào xanh dẫn đầu bên trái nhìn cái ghế còn trống, có chút tức giận quát. Nữ nhân mặc váy lam ngồi bên phải đáp, vừa nãy thấy ông ta ra ngoài, nói muốn đến Bắc Hồ Sơn Trang trợ giúp luật đặc sứ. Ta thấy ông ta muốn đến Bắc Hồ Sơn Trang vơ vét một phen thì có, thuận tiện mang vô thường lệnh đi. Người ngồi thứ hai bên trái là một nam nhân gương mặt trắng bệch, không có lông mày. Hắn ta khinh thường nói, vị sở tông chủ này từ trước đến nay không hề phóng khoáng, phong cách làm việc dở tệ, khiến chúng ta cũng muốn mất mặt theo. Người lên tiếng là một hòa thượng thân hình như sắt, râu quai nón, nói chuyện một cách oang oang, lão sở vừa được thượng tiên ban cho hạt giống thiên đạo, hiện tại đang muốn tìm người thử một chút uy lực. Hừ, thành sự không có, trước mặc kệ ông ta đi. Lão giả mặc áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, nói với ba người còn lại, Yến sư đệ, Phương sư muội, Triệu sư đệ, hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây là để tuyên bố một tin tức quan trọng, có liên quan đến ngũ hành tông ta tấn thăng đến liên minh tu tiên. Mặc dù tư thế của ba người khác nhau, nhưng biểu hiện đều rất tập trung. Đây đúng là một việc lớn, hơn nữa còn là việc bọn họ theo đuổi từ trước đến nay. Tinh không vô ngần, vũ trụ mênh mông, chư thiên vạn giới nhiều như cát trên sông. Nơi có được linh khí, trăm vạn không được một. Trong đó, tinh cầu có linh khí nồng nặc nhất đều tập trung trong sâu không vô tận. Mà liên minh tu tiên chính là chúa tể duy nhất trong sâu không vô tận. Nếu ngũ hành tông có thể tấn thăng đến liên minh tu tiên, đó chính là vinh quang vô thượng của toàn bộ tông môn, thậm chí là toàn bộ Bắc Hãn giới. Đến lúc đó, bọn họ có thể lấy được nhiều tài nguyên, có thể sử dụng linh khí miễn phí còn nhiều hơn 100.000 lần, thậm chí vạn lần so với hiện tại. Quan trọng hơn chính là, liên minh tu tiên sẽ thiết lập đại trận truyền tống viễn cổ ở ngũ hành tông. Về sau, nếu ai muốn đến liên minh tu tiên, chỉ cần dùng vô thượng lệnh là được. Đây là chuyện quan trọng nhất của ngũ hành tông chúng ta từ khi lập phái đến nay, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót. Lão giả mặc áo bào xanh cau mày, ánh mắt lộ ra tinh quang, lạnh giọng cảnh cáo, còn nữa, mấy ngày nay, lão tổ đang được thượng tiên trợ giúp chuẩn bị độ kiếp lần thứ 9. Đây là lần độ kiếp cuối cùng trước khi thọ nguyên của lão tổ hao hết. Nếu thành công, ngũ hành tông đến tu tiên liên minh sẽ vào thẳng hội chí tôn, thành tựu sự nghiệp vô thượng. Cho nên, trước đó, chúng ta nhất định phải quét sạch Bắc Hãn giới. Nữ nhân váy lam gật đầu, nghiêm túc nói, đại sư huynh yên tâm đi, chúng ta nên biết làm cái gì. Tình huống hậu thổ tông môn ta không cần phải nói. Ta phụ trách phía đông Bắc Hãn giới, các tông môn ở đó đã được thanh lý hoàn tất, nhưng chỉ lấy được nửa khối vô thường lệnh, còn nửa khối còn lại, nhất định sẽ có kết quả. Bên phía của ta cũng đã được thanh trừ sạch sẽ. Nam nhân không có lông mày đáp, tuy nhiên, Tây vực mà ta phụ trách đều là tông môn chỉ mới thành lập được ngàn năm, bọn họ không có vô thường lệnh truyền thừa xuống. Chỗ của ta có 2 tấm. Hòa thượng râu quai nón lấy trong túi chữ vật 2 tấm lệnh bài đen nhánh, nhẹ nhàng ném về phía lão giả mặc áo bào xanh, cái này nên giao cho trưởng môn sư huynh xử lý thì tốt hơn. Lão giả mặc áo bào xanh tiếp nhận 2 tấm lệnh bài, hài lòng gật đầu, trong tay của ta đã có 5 tấm, cộng thêm 2 tấm của Triệu sư đệ, Yến sư muội cũng có 1 tấm, bây giờ sở sư đệ đến Bắc Hồ Sơn Trang để lấy thêm 1 tấm, như vậy chúng ta có tổng cộng 9 tấm, cũng đã đủ dùng rồi. Chờ đại trận truyền tống xây xong, ta sẽ phân phối lệnh bài xuống, ai cũng không cần tranh đoạt, ngươi cảm thấy thế nào? Huynh yên tâm đi, hết thảy đều lấy đại cuộc làm trọng. Ba người kia xác thực không có ý kiến, cùng nhau kêu lên. Lão giả áo bào xanh thản nhiên nói, được, các ngươi yên tâm, tuy ta là môn chủ Thanh Mộc Tông nhưng ta tuyệt đối không bất công. Chúng ta tất nhiên tin tưởng trưởng môn sư huynh rồi, nữ nhân mặc váy lam gật đầu nói. Hòa thượng dâu quai nón nói, chỉ là ta có chút lo lắng sở sư đệ. Thế lực Bích Thủy Tông của bọn họ là yếu nhất, lại bị sai đến Bắc Hồ Sơn Trang mạnh nhất. Bắc Hồ Sơn Trang trước kia được tính là mạnh, nhưng bây giờ đã suy yếu rồi. Nam nhân không lông mày khinh thường lắc đầu, Tô Diệp danh xưng thiên tài cũng đã thành tội nhân liên minh tu tiên hạ lệnh truy nã. Bọn họ không lật được sóng gió gì đâu.
Lão giả áo bào xanh hiển nhiên cũng không cho rằng Bắc Hồ Sơn Trang có thể lật được sóng gió gì cho Bắc Hồ Sơn Trang thêm một ngày. Nếu bọn họ còn không khuất phục, cứ trực tiếp diệt cả nhà bọn họ. Ngươi đang nghiêu bức với ai vậy? Ngươi muốn diệt cả nhà ai? Bên trong đại điện bỗng nhiên vang lên một giọng nói xa lạ, giọng điệu khá phẫn nộ. Là ai? Nam nhân không lông mày biến sắc, nổi giận quát, cút ra đây cho bổn tông chủ. Nữ nhân váy lam hơi quay đầu lại nhìn về phía cửa đại điện. Hòa thượng dâu quai nón ngồi im không nhúc nhích. Là gia gia của ngươi, Tô Diệp. Ngoài cửa, một nam nhân trẻ tuổi bước vào, khóe miệng hơi câu lên, thái độ buông thả, thiên tài ngưu bức nhất Đại Bắc Hồ, cũng là người đưa tang cho các ngươi. Không cần khách sáo, ngồi xuống hết đi, dù sao các ngươi cũng sắp chết hết rồi. Nghe con ở đâu ra vậy? Khẩu khí của ngươi lớn thật. Lão giả áo bào xanh giận tím mặt, áo bào không gió vẫn phồng lên, cương khí chấn động khiến trần nhà đại điện suýt chút nữa bay lên. Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, lại còn rất thúi. Tô Diệp siết chặt nắm đấm, cũng không quanh co lòng vòng, các ngươi cũng không cần chờ sở tông chủ gì đó nữa. Ông ta chết rồi. Nữ nhân váy lam cả kinh nói, ngươi đã giết sở sư đệ. Nàng ta nhìn Tô Diệp một cái, rất nhanh lắc đầu. Ngươi chẳng qua chỉ là phân thần kỳ sơ kỳ, không thể nào là đối thủ của sở sư đệ. Tô Diệp thuận miệng nói, tên phế vật kia, ta ra tay cũng có thể đánh chết ông ta. Nhưng ông ta xác thực không phải ta giết. Là ai giết? Lão giả áo bào xanh quát lạnh. Vợ của ta giết, một âm thanh lười biếng vang lên sau lưng ông ta. Lúc này, bốn người bọn họ mới giật mình. Không biết từ lúc nào, bên trong đại điện lại có thêm một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hơn nữa còn ngồi ở vị trí của ngũ hành lão tổ. Làm càn, mau cút xuống cho ta. Hòa thượng dâu quai nón nổi giận, người như kim cương trừng mắt, nhanh chóng vọt đến trước mặt Hạ Thiên, một quyền đánh tới. Người muốn cút thì cút chứ sao? Hạ Thiên mỉm cười, tùy ý đạp xuống một cước. Hòa thượng dâu quai nón lập tức bay rớt ra ngoài, đập vỡ mấy viên gạch mới có thể đứng lại được. Tất cả các ngươi không được động đậy. Lão giả áo bào xanh hét to với nam nhân không lông mày và nữ nhân váy lam, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Một lát sau, ông ta mới lên tiếng, là ngươi, thật sự là ngươi. Ông trời phù hộ cho Thanh Mộc Tông ta, đã bao nhiêu lần ta muốn giết chết ngươi, đáng tiếc lại không biết ngươi ở đâu, nghĩ không ra ông trời lại đưa ngươi đến trước mặt ta. Hôm nay, nếu ta không chém ngươi thành muôn mảnh. Làm sao ta có thể an ủi đồ đệ ta linh thiêng trên trời được chứ? Hôm nay là ngày chết của ngươi, ai cũng không cứu được ngươi. Lão giả áo bào xanh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ánh mắt tràn ngập sát ý. Kiều Tiểu Kiều nghi hoặc nhìn Hạ Thiên, mỉm cười trêu chọc chồng, xem ra băng tỷ tỷ nói không có sai. Bản lĩnh kết thù của chàng đúng là đệ nhất thiên hạ. Ngay cả nơi này mà cũng có cửu gia của chàng. Này, lão đầu nhi, ngươi là ai? Hạ Thiên có chút khó chịu hỏi, đồ đệ của ngươi là tên ngốc nào thế? Tô Diệp cũng cảm thấy khó hiểu, nói với lão giả mặc áo bào xanh, Thanh Mộc lão cẩu, ngươi có phải cắn nhầm người hay không? Mặc dù tính tình của Hạ Thiên xác thực rất thúi nhưng trước đó hắn chưa từng đến Bắc Hải giới, làm sao hắn giết chết đồ đệ của ngươi được? Ba vị tông chủ còn lại cũng cảm thấy nghi hoặc, bọn họ cũng cho rằng lời nói của lão giả Thanh Bào có chút khó hiểu. Mặc dù ta xử lý qua rất nhiều tên ngốc nhưng không phải người nào ta cũng giết. Ngươi đừng hòng đổ nước bẩn lên đầu ta. Hạ Thiên lười biếng nói. Ngươi đừng có rảo biện. Ngươi giết đại đồ đệ của ta, lão phu đã tận mắt nhìn thấy. Lão giả áo bào xanh đột nhiên giận dữ, tay tay chỉ vào Hạ Thiên mà mắng. Gương mặt này của ngươi, cho dù hóa thành cho ta cũng nhận ra, tuyệt đối không nhận lầm. Này, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Tô Diệp nhìn không được bĩu môi nói, đã hóa thành cho, còn mặt mũi đâu mà nhìn. Ngươi cầm miệng đi, lão giả áo bào xanh quay đầu quát lớn với Tô Diệp, ánh mắt đột nhiên biến thành năm màu, chỉ là năm màu bên mắt trái thoáng có chút ảm đạm. Hạ Thiên nhìn thấy con ngươi năm màu của lão giả, rốt cuộc cũng có chút ấn tượng, thì ra ngươi là lão bạch si đó. Ngươi không chết, cũng xem như mạng ngươi lớn. Sự việc cũng không có gì phức tạp, nếu nói. Thật ra lại có chút phiền phức. Khoảng mấy tháng trước, Hạ Thiên cùng với Y Tiểu Âm, còn có Triệu Thanh Thanh đuổi theo mấy tên ngốc của Thánh Thủ Môn, thẳng đến một ngôi cổ mộ ở núi Võ Công.
Hạ Thiên phát hiện ngôi cổ mộ đó thật ra là một vòng xoáy thời không, về sau mới biết được đây chính là cấm địa nối liền với ngũ hành tông Bắc Hãn giới. Cái gọi là thăm dò, thật ra đây chỉ là một cái bẫy mà tu tiên giả đặt trong ngôi cổ mộ, muốn lừa gạt đám người Hạ Thiên, kết quả bị phản sát. Tuy nhiên, trong quá trình này, bên ngoài khe nứt xuất hiện một con mắt năm màu rất lớn, hình như là sư phụ của tu tiên giả kia. Con mắt năm màu muốn kéo vòng xoáy thời gian về Bắc Hãn giới, vừa cứu được đồ đệ của ông ta vừa giết chết đám người Hạ Thiên. Đáng tiếc, tính toán của ông ta đã thất bại, con người năm màu cũng bị Hạ Thiên chọc mù. Hạ Thiên đương nhiên sẽ không thao thao bất tuyệt, chỉ thuận miệng giải thích với Kiều Tiểu Kiều hai ba câu. Chàng thật sự có khúc mắc với ông ta. Kiều Tiểu Kiều hơi ngạc nhiên, làm sao mà làm được thế? Đây là hai thế giới không liên quan gì nhau mà. Cũng không tính là không liên quan. Hạ Thiên nói, nếu quả thật không liên quan, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Nói như vậy xác thực rất có đạo lý. Kiều Tiểu Kiều không khỏi rơi vào trầm tư. Có lẽ giữa trái đất và Tiên Vân Đại Lục, còn có thế giới khác đã có liên hệ từ sớm, chỉ là mối liên hệ này về sau đã bị người ta cố ý cắt đứt. Cho nên, trên trái đất mới lưu lại nhiều khu vực thời không không ổn định như vậy, cũng có chuyện Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị không cẩn thận tạo thành vòng xoáy thời không, sau đó xuyên đến trái đất. Tiền căn hậu quả, một khi liên kết lại với nhau, lập tức tạo thành một bàn cờ to lớn trong đầu Kiều Tiểu Kiều. Tuy nhiên, tin tức vẫn còn quá ít, nàng không đoán được là thế cờ gì, càng không có cách suy đoán người chơi cờ là ai. Tiểu tử, lão phu không biết ngươi làm cách nào để đến Bắc Hãn giới, mà ta cũng không muốn biết. Sát ý lão giả mặc áo bào xanh không hề có chút che giấu, con ngươi năm màu yên lặng nhìn Hạ Thiên, một luồng khí tức khó nói nên lời tràn ngập đại điện. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vậy thì tốt, cũng nên sớm xử lý tên ngốc ngươi. Đừng giết chết, Kiều Tiểu Kiều nhẹ giọng nhắc nhở, nhớ để lại một hơi cho ông ta. Chúng ta còn có việc cần hỏi. Vợ Tiểu Kiều, nàng yên tâm đi. Hạ Thiên gật đầu, không phải còn có ngũ hành lão tổ sao? Lão ta nhất định biết còn nhiều hơn lão nhân này một chút. Hòa thượng dâu quai nón nghe xong, vội hét lên, làm càn. Ngươi dám bất kính với lão tổ ta như vậy, bây giờ bổn tọa một chưởng đập chết ngươi. Hai tông chủ còn lại cũng tràn đầy oán giận, biểu hiện như muốn giết chết Hạ Thiên ngay tại chỗ. Yến sư đệ, Phương sư muội, Triệu sư đệ, hôm nay ta nhất định phải giết chết kẻ này. Các ngươi ai cũng không nên nhúng tay vào. Lão giả áo bào xanh lên tiếng ngăn cản ba người, lạnh lùng nói, hai người còn lại giao cho các ngươi xử lý. Chờ giết chết bọn họ xong, chúng ta đóng cửa, chờ lão tổ xuất quan. Vâng, trưởng môn sư huynh. Ba vị tông chủ lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Tô Diệp Hiên ngang lẫm liệt nói với Hạ Thiên, ban đầu, ta dự định đích thân làm thịt trưởng môn ngũ hành tông, nhưng lão tiểu tử này có ân oán với ngươi, ta sẽ thoải mái tặng ông ta cho ngươi. Thôi đừng chém gió nữa, ngươi cũng biết mình đánh không lại mà. Hạ Thiên nhếch miệng nói. Tô Diệp mỉm cười xấu hổ, chỉ là không tiện phản bác, chỉ tay vào ba tông chủ còn lại, ta sẽ để cho các ngươi chứng kiến thực lực của ta. Ba người các ngươi ta bao hết, không đánh nát các ngươi, ta không phải thiên tài tu tiên ngưu bức nhất Đại Bắc Hồ. Ba tông chủ kia liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ khinh thường. Yến sư đệ, Phương sư muội, hai người cảm thấy thế nào? Hòa thượng dâu quai nón cười khẽ, ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Nam nhân không lông mày cười lạnh, đúng là kẻ không biết tự lượng sức mình. Khó trách Bắc Hồ Sơn Trang lại suy sụp đến tình trạng như vậy. Quả thật là mất hết mặt mũi của Thiên Hồ chân nhân năm đó. Để ta cho đi, nữ nhân váy lam cười khẽ, vừa lúc để ta dạy cho hắn ta cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Nàng bước về phía trước hai bước, Tô Diệp liền khoát tay, đơn đấu thì thôi đi, ta không có thói quen đánh nữ nhân. Các ngươi cùng lên hết đi, nếu ta giết ngươi, trong lòng cũng không cảm thấy áy náy. Đúng là cuồng không có giới hạn, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Hòa thượng dâu quai nón hừ lạnh một tiếng, cơ thể nổi lên một tầng kim quang mỏng nhạt, sải bước về phía trước, như một ngọn núi đánh tới Tô Diệp. Long tượng trấn sơn công. Ánh mắt Tô Diệp sáng lên, mừng như điên nói, không hổ danh là tông chủ Kim Sơn Tông, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu sở trường, thật khiến người ta phải hưng phấn. Người cũng biết nhìn hàng đấy. Đáng tiếc, người sắp chết rồi.
nắm đấm hòa thượng râu quai nón mang theo sức mạnh bạo ngược, đánh thật mạnh về phía Tô Diệp. Đến hay lắm. Tô Diệp cũng là một tên cuồng đồ, nhưng hắn ta tu tiên từ nhỏ, nội tình quyền cước vô cùng vững chắc, liền bóp quyền nghênh đón. Bành! Hai quyền va chạm nhau, cương phong khuấy động, thiếu chút nữa sốc cả tòa đại điện lên. Chỗ này nhỏ quá, ra ngoài đánh cho thống khoái, như thế nào? Hòa thượng râu quai nón thấy tiểu tử Tô Diệp có thể chống đỡ được một kích của ông ta, không khỏi dâng lên chiến ý, lên tiếng đề nghị. Tô Diệp nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó lách mình ra khỏi đại điện, đại hòa thượng, vậy thì chúng ta ra bên ngoài. Nơi này rộng rãi phong cảnh tốt, thích hợp làm mộ phần cho ngươi. Hừ, đúng là không biết mùi vị. Hòa thượng râu quai nón cười lạnh, lập tức theo ra ngoài. Trong đại điện, nữ nhân váy lam cảm thấy mình không thể cứ như vậy mà đứng xem kịch, liền đưa mắt nhìn Kiều Tiểu Kiều, cười nói, vị tiên tử này, người dám đến ngũ hành tông ta khiêu khích, chắc hẳn cũng có chút bản lãnh. Vừa lúc ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Thế có cần phân sinh tử hay không? Kiều Tiểu Kiều thản nhiên hỏi. Nữ nhân váy lam hơi ngẩn ra, sau đó lạnh lùng đáp, đã phân cao thấp, vậy thì cùng chia sinh tử. Cũng được, Kiều Tiểu Kiều gật đầu, tiện tay lấy ra thanh trường kiếm màu xanh lục, ta cũng muốn làm quen với thanh kiếm này. Vừa lúc bắt người thử nghiệm luôn. Khinh người quá đáng. Nữ nhân váy lam tức đến muốn bể phổi. Nàng ta đường đường là tông chủ nhất mạch ngũ hành tông, nhưng trong mắt người khác lại là một khối đá mài dao sao. Người có kiếm, chẳng lẽ ta không có sao? Nàng quát một tiếng, từ trong hư không lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm này là tiên khí xuất thế, có tên là Hoàng Thiên. Nhiều năm rồi ta không dùng nó để ngăn địch, hôm nay vừa lúc lấy đầu ngươi huyết tế. Vậy chúng ta ra ngoài đánh đi. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, ở đây chỉ quấy rầy nhã hứng của chồng ta mà thôi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó bay ra khỏi đại điện. Lúc này, bên trong đại điện chỉ còn lại Hạ Thiên, lão giả áo bào xanh và nam nhân không lông mày. Yến sư đệ, ngươi cũng ra ngoài đi, lão giả áo bào xanh nói. Nam nhân không lông mày cười nói, ta ngược lại muốn ở lại đại điện chứng kiến thủ đoạn lôi đình của trưởng môn sư huynh, cũng muốn biết vị tiểu đạo hữu này rốt cuộc có cái gì để cậy vào, lại dám khiêu chiến với trưởng môn sư huynh ngươi. Tùy ngươi, lão giả áo bào xanh cũng lười so đo, bây giờ ông ta chỉ muốn giết chết Hạ Thiên, báo thù cho đồ đệ của ông ta, tiểu tử, ta hỏi ngươi một câu, thi thể của đồ nhi ta đang ở đâu? Hơn phân nửa là bị thiên đạo tổ mang đi giải phẫu nghiên cứu rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, hờ hững nói, người biết cũng vô dụng thôi. Đồ đệ ngươi đã chết từ lâu, về sau ngươi nhìn thấy cũng chỉ là một sợi tàn thức mà thôi. Lão phu đương nhiên biết, lão giả mặc áo bào xanh lạnh lùng nói, cho dù chỉ là tàn thức, chỉ cần đặt vào mệnh bài tẩm bổ trăm năm, cộng thêm ngũ sắc thần mâu của lão phu, vẫn có thể đoạt xá trùng sinh. Đáng tiếc. Ngươi lại hủy đi một thần mâu của ta, triệt để hủy đi hy vọng đó. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nói xong chưa? Muốn đánh thì đánh lẹ đi, đứng đó nói nhảm nhiều làm gì? Đã đánh nhau lại còn tìm nhiều lý do, đúng là phiền phức. Cũng được, nhiều lời vô ích. Lão giả áo bào xanh khẽ quát một tiếng, thân hình tăng vọt, con ngươi năm màu bắn ra một luồng thần quang với Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng im không nhúc nhích. Mặc cho luồng thần quang kia xuyên qua cơ thể. Đây là định thân thần quang. Nam nhân không lông mày nhìn thấy, không khỏi lắc đầu. Chỉ một khắc này, thắng bại đã định, cho dù ngươi không biết ngũ sắc thần mâu lợi hại như thế nào, ngươi cũng nên kịp thời né tránh mới đúng. Tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả tránh cũng không tránh. Đúng là quá ngu xuẩn. Ngũ sắc thần mâu của lão giả áo bào xanh là đạo thể vô thượng nổi tiếng ở Bắc Hãn giới. Thần quang đến đâu là có thể định trụ hết thảy sự vật, bao gồm cả thời gian. Mặc dù chưa đến một hơi, nhưng giữa cao thủ quyết đấu, nửa hơi cũng đủ lấy mạng người. Quả nhiên, một giây sau, không, khả năng chưa đến nửa giây. Lão giả áo bào xanh đã mang theo lôi ý vọt đến trước mặt Hạ Thiên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay tràn ngập điện chớp năm màu kiếp lôi đã đến, chết. Một khắc đó, cả tòa đại điện bị một luồng khí thế chấn vỡ. Hóa thành cho bụi. Khí huyết quanh thân nam nhân không lông mày cũng không khống chế được mà sôi trào lên, có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Cũng chỉ có chút trình độ đó thôi sao? Ánh mắt Hạ Thiên đảo sang một bên,
hờ hững nhìn lão giả mặc áo bào xanh, miễn cưỡng cũng có thể gãi ngứa cho ta. Giọng nói nhẹ nhàng, thần thái tự nhiên, một chút cũng không hề có cảm giác bị kiếp lôi đánh trúng, lại còn lười biếng ngáp một cái nữa chứ. Không thể nào. Lão giả mặc áo bào xanh kinh ngạc, ông ta vì muốn một kích oanh sát Hạ Thiên nên đã dùng 8 thành thực lực, kết quả đối phương chẳng những lông tóc không thương, lại còn trào phúng ông ta, khiến cho ông ta không cách nào tiếp nhận được. Hạ Thiên hờ hững nói người đường đường là trưởng môn một tông gì đó, tại sao khí lực lại nhỏ như vậy? Ngươi chưa ăn cơm sao? Có thể sống sót trong kiếp lôi ngũ sắc của lão phu, ngươi cũng không phải người tầm thường. Lão giả mặc áo bào xanh rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng vừa há miệng là đã biện hộ cho việc thất thủ vừa rồi của mình, nhưng ngươi cũng đừng hòng đắc ý. Vừa rồi lão phu chỉ dùng chưa đến 5 thành thực lực. Lão phu chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn ngươi phải nhận hết đau đớn trước khi chết. Nếu không, sẽ không cách nào tiêu hết mối hận trong lòng ta. Trưởng môn sư huynh, kiếp lôi thật sự quá kinh khủng. Chưa đến 5 thành mà thiếu chút nữa đã hủy thiên diệt địa rồi. Nam nhân không lông mày miễn cưỡng đè xuống khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, thấp giọng lẩm bẩm, tuy nhiên, tiểu tử này có thể chống đỡ 5 thành kiếp lôi, hiển nhiên cũng không phải hạng người hời hợt. Nghĩ như vậy, tâm trí hắn ta chuyển động, có một suy nghĩ khác. Hiện tại, tiểu tử này đang tập trung đối chiến với trưởng môn sư huynh, nếu hắn ta thừa dịp bất ngờ trực tiếp ra tay giết chết hắn, hoặc làm hắn bị thương nặng, có thể giúp cho trưởng môn sư huynh bớt một phần khí lực. Dù sao, hiện tại đang là thời điểm quan trọng nhất của ngũ hành tông, nhất định phải bảo tồn thực lực. Nếu trưởng môn sư huynh vì muốn đối phó tiểu tử đó mà tiêu hao quá lớn, vậy thì có chút được không bù mất. Chủ ý đã quyết, nam nhân không lông mày cũng không đoái hoài đến việc trưởng môn sư huynh có oán hắn ta nhúng tay vào hay không, trước hoàn thành sự việc rồi nói sau. Thế là, hắn ta lặng lẽ lựa chọn một vị trí có lợi, âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ thời cơ tuyệt hảo đánh ra một kích. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, tùy ý cho lão phu xử lý, có lẽ lão phu sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Lão giả áo bào xanh đứng im, mắt ngũ sắc phóng ra uy nghiêm vô thượng, bằng không, chờ lão phu dùng đến 8 thành, thậm chí 9 thành thực lực, đến lúc đó chẳng những người sẽ chết rất thảm, hai người bên ngoài cũng sẽ rơi vào kết cục giống như ngươi. Thôi đừng nói nhảm nữa. Hạ Thiên nghe lão giả áo bào xanh nói, không kiên nhẫn nhếch miệng lên. Ngươi cứ việc dùng thẳng 12 thành sức lực, xem có thể khiến ta có chút cảm giác nào hay không. Đúng là không biết điều. Lão giả áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, giọng nói càng thêm khinh thường, chỉ là một tiện tu ở cái nơi rách nát, cũng xứng cho lão phu dùng đến 12 thành thực lực. Nếu ngươi đã vội vã muốn chết như vậy, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, ông ta khoát tay một cái, lôi điện 5 màu lấp lánh đánh về phía tim Hạ Thiên. Dùng tốc độ cực nhanh đánh liên tiếp 7-8 lần. Rầm rầm rầm. Mấy tiếng sấm rền vang lên, đánh cho Hạ Thiên đến mềm nhũn, lại còn há miệng phun ra mấy ngụm máu, ánh mắt tràn ngập sự khó tin. Hừ, quả nhiên không chịu nổi một kích. Lão giả áo bào xanh nhìn thấy biểu hiện này của Hạ Thiên, trong lòng cảm thấy thoải mái, ngửa mặt lên trời cười ha hả, bảo lâu, vi sư sẽ thay con báo thù, tiễn hắn đến địa phủ. Khoan, Hạ Thiên há to miệng. Khó khăn nói ra một chữ. Chỉ tiếc là, chữ còn lại không có cơ hội để nói hết. Lão giả áo bào xanh khoát tay, ngũ sắc thần lôi trong lòng bàn tay đánh thật mạnh vào đỉnh đầu Hạ Thiên. Điện chớp 5 màu xuyên thẳng tới lui trong đầu, không ngừng lấp lóe, nhanh chóng tràn ngập toàn thân, khiến cho toàn thân Hạ Thiên biến thành một cái mạng nhện nhấp nháy. Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự đau đớn, linh khí trong cơ thể cực lực bài trừ lôi điện phá hư. Đáng tiếc nó không làm nên chuyện gì, cuối cùng không thể không vỡ nát. Hắn há to miệng, thống khổ kêu lên, trưởng môn sư huynh, là ta. Yến sư đệ. Lão giả áo bào xanh mở to mắt, bên trong con ngươi 5 màu tràn ngập vẻ kinh nghi bất định, tại sao lại là ngươi? Sư huynh, cẩn thận, ngươi đấu không lại hắn đâu, trốn đi. Một khắc đó, cơ thể của hắn ta rốt cuộc không chịu nổi, bị ngũ sắc lôi điện đánh thành bã vụn. Một chút cũng không còn cặn thừa. Yến sư đệ. Lão giả áo bào xanh khàn giọng kêu lên, nhưng kết cục đã không thể vãn hồi. Ông ta muốn báo thù cho đồ đệ của mình, kết quả lại tự tay giết sư đệ của ông ta, thật sự là đau đến không thể khống chế. Đây chính là 12 thành thực lực của ngươi sao?
quả nhiên lợi hại. Hạ Thiên cười một tiếng, có chút trào phúng nói, tuy nhiên, ánh mắt của ngươi không được tốt. Ngươi có cần ta giúp ngươi chỉ một chút hay không, tránh cho lát nữa lại giết sai người. Ngươi, ngươi, ngươi. Lão giả áo bào xanh tức đến mức muốn thổ huyết, đưa tay chỉ vào Hạ Thiên, yêu nghiệt ngươi, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, đánh xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Điều này không thực tế. Hạ Thiên lắc đầu, ngươi nên suy tính chọn chỗ nào làm mộ phần cho ngươi đi, hẳn là có thể dùng ngay đấy. Chính bộ lôi tôn, hạo đãng thiên uy, xin hàng thân ta, chu tà diệt ma. Lão giả áo bào xanh quát to, con ngươi năm màu chảy ra mấy giọt máu và nước mắt. Tiếp theo, bên ngoài cơ thể vang lên tiếng nổ đùng đùng, giống như bên trong cơ thể ông ta đang giấu một con lôi thú, đang muốn phá thể mà ra. Ồ, ngươi muốn biến thân sao? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút nhàm chán nói, nếu biến thân cũng không có gì tiến bộ, ngươi cũng đừng biến nữa. Lão giả áo bào xanh cũng không để ý đến Hạ Thiên, miệng vẫn lẩm bẩm như cũ. Vô số linh khí từ trong túi trữ vật ông ta bay ra, dung nhập vào bên trong cơ thể. Cơ thể của ông quả nhiên đang từng bước to ra, như một quả khí cầu không ngừng được thổi hơi, 2-3 giây sau đã cao đến mấy trăm mét, hình dạng cũng giống như tượng lôi thần trong miếu. Lúc này, lôi ý trong phạm vi trăm dặm cũng càng lúc càng đậm. Thậm chí có chút hoa cỏ, cây cối cũng bắt đầu lóe lên từng tia lôi điện. Một số đệ tử ngũ hành tông không biết rõ chuyện gì xảy ra đều bị điện giật ngất đi. Bốn người đang chiến đấu bên ngoài cũng không khỏi ngừng lại, đưa mắt nhìn lôi thần pháp tướng đỉnh thiên lập địa xuất hiện. Ngũ hành lôi thần hàng thế, các ngươi còn không mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Giọng nói của lão giả áo bào xanh phát ra từ miệng lôi thần pháp tướng, tiếng như hồng trung, tất cả mọi người trong vòng mấy trăm dặm đều có thể nghe được. Tô Diệp bị chấn động đến lỗ tai đau nhức, liền nghi hoặc hỏi, Hạ Thiên đã gây ra chuyện gì thế? Đây chính là pháp tướng ngũ hành lôi tôn của trưởng môn sư huynh. Nữ nhân váy lam thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi kêu lên sợ hãi, tiểu tử kia khó chơi như vậy sao, khiến cho sư huynh phải xuất ra tuyệt kỹ áp đáy hòm. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười nói, xem ra Hạ Thiên đã chơi đến không biết trời đất gì cả, lại không chịu giết chết ông ta. Hừ, đúng là cuồng vọng vô tri. Hòa thượng dâu quai nón nhịn không được liền quát to, bàng sư huynh là kỳ tài tu hành của ngũ hành tông chúng ta. Mặc dù còn chưa đến độ kiếp kỳ nhưng pháp tướng ngũ hành lôi tôn của huynh ấy, cho dù ngũ hành lão tổ của chúng ta cũng phải lau mắt mà nhìn. Cho nên, ngũ hành lão tổ mới cho huynh ấy mượn mấy thành kiếp lực, để huynh ấy ngồi trước trưởng môn. Lão nhân đó thật sự lợi hại như vậy sao? Tô Diệp không tin, nhìn qua cũng chỉ khá lớn mà thôi, còn có thể so với độ kiếp kỳ. Hạ Thiên chính là độ kiếp kỳ đấy. Nữ nhân váy lam cười lạnh, trên người tiểu tử kia hoàn toàn không có vết tích tu hành, làm sao có thể là độ kiếp kỳ. Hơn phân nửa hắn gặp kỳ ngộ nào đó, có thông thiên linh bảo mà thôi. Ngươi đúng là có chút nhãn lực, Kiều Tiểu Kiều có chút ngoài ý muốn nhìn nữ nhân váy lam, tuy nhiên, ánh mắt của ngươi lại quá cực hạn, cũng không thể khám phá ra chân tướng. Hạ Thiên xác thực không có vết tích tu luyện, bởi vì hắn cậy vào chính là nghịch thiên bát châm và băng hỏa linh thể của mình. Dùng nghịch thiên bát châm để gia tăng cảnh giới tu vi, sau đó thông qua băng hỏa linh thể củng cố cảnh giới, rồi lại dùng phương thức song tu truyền lại cho nữ nhân của hắn, đồng thời gia tăng chính mình. Nghiêm chỉnh mà nói, trong số nữ nhân của Hạ Thiên, chân chính tu luyện có hệ thống cũng chỉ có những người đến từ Tiên Vân Đại Lục như Nguyệt Thanh Nhã, Cơ Thanh Ảnh, Tô Vô Song cùng với Phù Diêu Tiên Tử, cung chủ thiên cung đến từ tinh cầu tu tiên mà thôi. Người trái đất, hình như cũng chỉ có Cố Hàm Xương. Tuy nhiên, Cố Hàm Xương tu luyện cũng không xong, cuối cùng vẫn phải dựa vào song tu với Hạ Thiên mà tăng lên cảnh giới bây giờ. Đến một mức độ nào đó, nữ nhân váy lam đã nói đúng, chỉ là không dính đến bản chất, cũng không có khả năng dính đến bản chất. Hừ, trên người ngươi cũng không có vết tích tu tiên, hơn phân nửa là dựa vào tiểu tử kia truyền linh khí mới có thể trèo chống được. Nữ nhân váy lam lại nói đúng thêm một câu nhưng cũng không chạm được bản chất bên trong. Điều này cũng khó trách, nghịch thiên bát châm thật sự quá nghịch thiên, rất nhiều người hoàn toàn không biết được. Cho dù biết, cũng không tin có loại công pháp này. Ta cũng lười giết ngươi đấy. Nữ nhân váy lam lộ ra vẻ thương hại, chỉ cần trưởng môn sư huynh giết chết tên tiểu tử kia,
ngươi sẽ không còn gì để trông cậy vào, chẳng khác nào lục bình không dễ, muốn giết cũng chỉ là việc tiện tay mà thôi. Ngươi mới là tự đại đó. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười, vòng xanh biếc trong tay nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Một giây sau, nàng sử dụng phiếu miểu bộ xuất hiện trước mặt nữ nhân váy xanh. Màu xanh biếc đã biến mất kia đột nhiên xuất hiện đâm rách ngực đối phương, tạo thành một lỗ thủng. Cái này, không thể nào. Gương mặt nữ nhân váy lam hiện lên sự sợ hãi, đưa tay chộp vào vai Kiều Tiểu Kiều, nhưng lại bị Kiều Tiểu Kiều tránh thoát được, thân pháp đó của ngươi là gì? Là kiếm pháp gì? Tại sao ngươi lại nhanh như vậy? Ta không hề phát giác ra được. Thân pháp chính là phiếu miểu bộ. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt, về phần kiếm pháp, đó chỉ là một loại kiếm pháp thông thường do một người tên Cố Hàm Xương sáng tạo ra mà thôi. Nữ nhân váy lam hiển nhiên không cách nào tiếp thu được, không thể nào. Kiếm pháp thông thường làm sao mà tổn thương được ta? Ta là phân thần kỳ đỉnh phong, sắp tiến vào hợp thể kỳ. Được rồi, tiết kiệm chút khí lực đi. Kiều Tiểu Kiều đánh ra một chiêu, thu hồi thanh trúc kiếm lại, bây giờ ngươi tìm một chỗ chữa thương, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nữ nhân váy lam còn muốn nói cái gì đó, chỉ là còn chưa há miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, đành phải quay người, cố nén đau đớn nhanh chóng trốn đi. Phương sư muội, người muốn đi đâu? Hòa thượng dâu quai nón đang chiến đấu với Tô Diệp, mắt thấy nữ nhân váy lam bỏ chạy, lập tức kêu lên. Tô Diệp nhếch miệng cười, có sơ hở. Lập tức, hắn ta đánh ra một quyền vào cằm hòa thượng dâu quai nón, cương phong cương mãnh nhanh chóng rót vào đầu, toàn bộ đầu của hòa thượng dâu quai nón bị đánh nát. Hòa thượng dâu quai nón ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, người đã từ giữa không trung rơi xuống hạp cốc bên dưới. Kiều tiên tử, đa tạ hỗ trợ. Tô Diệp cười ha hả, quay đầu lại nói một tiếng cảm ơn Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên và Lôi Thần Pháp Tướng. Nói là Lôi Thần Pháp Tướng, thật ra là có chút khen ngợi lão giả áo bào xanh. Pháp tướng chân chính cũng chỉ có chân tiên mới có thể sử dụng. Lão giả áo bào xanh hiển nhiên không phải chân tiên, thậm chí còn chưa đến độ kiếp kỳ, chẳng qua bên trong cơ thể có kiếp lực do ngũ hành lão tổ rót vào, mới giúp cho ông ta tạm thời đạt đến cảnh giới bán độ kiếp kỳ. Pháp tướng ngũ hành lôi tôn cũng không phải thần thông chân chính, mà là pháp thuật trải qua nhiều lần giản lược, chỉ còn lại chưa đến một phần ngàn uy lực. Cho dù chỉ có một phần ngàn uy lực cũng đủ đập tan núi non và biển cả, hoành hành một giới. Lúc này, cơ thể lão giả áo bào xanh đã cao đến trăm trượng, đầu chạm đến vân tiêu. Ông ta há miệng phát ra tiếng gào thét như lôi minh, chỉ là sâu kiến mà cũng dám tranh phong với lão phu. Lão phu sẽ ép ngươi thành bột mịn. Ngươi nói nghe ngứa lỗ tai quá. Hạ Thiên đứng im tại chỗ, lười biếng ngáp một cái, cũng không nhất định biến lớn thì sẽ lợi hại, ngược lại dễ dàng biến thành bia ngắm. Đúng là dõng dạc, lão giả áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, dưới mũi phun ra một hơi thở cực nóng, pháp tướng ngũ hành lôi tôn của lão phu là quà tặng của một vị chân tiên. Bên trong cơ thể của lão phu vừa lúc có mấy thành kiếp lực do lão tổ ban tặng. Bây giờ ta sẽ lấy ra, vừa lúc để cho ngươi thấy cái gì gọi là chỗ đáng sợ của độ kiếp kỳ. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi ngay cả độ kiếp kỳ cũng không phải, cũng đừng giả bộ mình là độ kiếp kỳ. Sắp chết đến nơi còn không biết mùi vị. Lão giả áo bào xanh hét lớn một tiếng, bóp quyền đánh tới Hạ Thiên nhỏ như hạt gạo trên mặt đất, biến thành kiếp cho lão phu đi. Một quyền đánh ra, kiếp lôi cuồn cuộn, điện xà tán loạn. Chỉ trong chốc lát, trong phạm vi trăm dặm đều rơi vào lĩnh vực rông tố cuồng bạo. Người và vật nằm bên trong có thể bị nghiền nát thành cặn bã. Kiều Tiểu Kiều và Tô Diệp vội vàng tránh đám lôi điện đang phi nước đại kia. Hạ Thiên, đừng gượng chống nữa. Tô Diệp nhìn thấy, không khỏi kêu lên sợ hãi, một quyền này thật sự không thể coi thường. Cái gì mà không thể coi thường? Trong mắt của ta, nó chẳng qua chỉ là bữa ăn sáng. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, nắm chặt nắm đấm, vận thân pháp chỉ xích thiên nhai vò tới nắm đấm như thiên phạt kia. Thân ảnh nhỏ bé của hắn chui vào bên trong lôi quang vô tận. Cái này, hắn thật không sợ chết sao? Tô Diệp nhìn thấy, không khỏi cảm thán không thôi, chẳng lẽ hắn không hề có chút sợ hãi hay do dự gì sao? Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, đối với chiến đấu, hắn xưa nay sẽ không sợ. Càng là cuộc chiến thú vị, hắn lại càng hưng phấn. Đúng là yêu nghiệt,
Tô Diệp lắc đầu, trong lòng thật sự không hiểu. Mặc dù hắn ta cũng là người cuồng chiến đấu, cũng muốn nóng lòng tìm cao thủ so chiêu, phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nhưng hắn ta lại tiếc mệnh, cũng không có lý do đi trêu chọc địch nhân mạnh hơn hắn ta. Ví dụ như khi hắn ta đến trái đất, đối đầu với Hạ Thiên, càng đánh càng hưng phấn. Nhưng khi gặp phải tiền bối tu tiên che mặt, hắn ta lại không hề có suy nghĩ muốn chiến đấu. Trong đó có nguyên nhân vị tiền bối đó cứu hắn ta, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn ta cảm thấy lúc đó mình rất có thể đánh không lại. Cho nên hắn ta mới không có suy nghĩ đó. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân ta bị Hạ Thiên đánh bại? Tô Diệp đột nhiên sinh ra dao động đối với võ đạo mà mình đã kiên trì từ trước đến nay. Rất nhanh, hắn ta đã có đáp án. Đúng, hắn ta sai rồi. Tu tiên giả chân chính thì sẽ không sợ. Nếu chỉ dám ra tay với người có cùng cảnh giới với mình, thậm chí thấp hơn mình, thế thì còn tính là tu tiên giả gì nữa. Tu tiên vốn là chuyện nghịch thiên. Muốn trở nên cường đại hơn, nhất định phải giống như Hạ Thiên, xem thường hết thảy quyền uy, cho dù đối phương mạnh hơn mình mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Nếu ngay cả dũng khí thi triển nắm đấm cũng không có, cảnh giới có cao hơn nữa cũng chỉ là con chó của thiên đạo mà thôi, chẳng có gì đáng phải kiêu ngạo cả. Hạ Thiên, cảm ơn ngươi đã dạy ta một bài học. Tô Diệp cắn răng, bỗng dưng phóng người lên, xông đến nắm đấm to lớn kia, sau đó a một tiếng, bị một tia chớp đánh trúng, ngã xuống sơn cốc đằng xa. Kiều Tiểu Kiều nghe Tô Diệp nói, vừa định khuyên can, kết quả còn chưa kịp nói câu nào, Tô Diệp đã bị đánh đến không còn hình bóng, đành phải cảm thán, Hạ Thiên không phải ai muốn học là cũng có thể học được. Oanh! Một tiếng vang rền, nắm đấm của Pháp tướng Lôi Tôn đã đánh trúng mặt đất. Lập tức, sự chấn động nhanh chóng lan ra ngoài. Cả ngọn núi ầm ầm sụp đổ, biến thành khói bụi đầy trời. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thổi cho cố, bây giờ trước mặt thực lực chân chính, ngươi còn không phải bị đánh thành nhân bánh sao? Lão giả áo bào xanh nhìn thấy tình huống đó, cũng không vì dãy núi tông môn mình bị đánh mà cảm thấy tiếc nuối, ngược lại còn ngửa đầu lên trời cười ha hả, bảo Lâu, con nghỉ ngơi đi, vi sư đã báo thù cho con có thể nghỉ ngơi rồi. Cái gì, Hạ Thiên thua sao? Tô Diệp nhanh chóng quay về, trên người còn có vết cháy nhưng cũng không có trở ngại gì. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, Hạ Thiên sẽ không thua, càng không bại bởi loại có tiếng mà không có miếng đó. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Diệp gật đầu. Lão giả áo bào xanh tất nhiên cũng nghe được hai người nói chuyện, không khỏi cười lạnh, quát lớn, tiếp theo chính là hai người các ngươi. Nếu các ngươi đã cùng một bọn với tên tiểu tử kia, các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Diệp ngược lại có chút trượng nghĩa nói, Kiều tiên tử, ta yểm hộ, ngươi rút lui đi. Không cần, Kiều Tiểu Kiều cười nhạt, bên trong ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng, ông ta lập tức sẽ bị Hạ Thiên giải quyết. Tô Diệp hỏi, người tự tin với Hạ Thiên như vậy sao? Đương nhiên rồi, Kiều Tiểu Kiều không hề có chút do dự, hắn là Hạ Thiên. Hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Bất luận xuân hạ thu đông nay là nơi nào, hắn cũng đều là đệ nhất thiên hạ. Hắn là yêu nghiệt, nữ nhân của hắn cũng là yêu nghiệt. Tô Diệp lắc đầu, biểu thị không cách nào hiểu được, đồng thời cũng suy nghĩ tại sao hắn ta lại không tìm được nữ nhân tốt như vậy. Hừ, nhiều lời vô ích, lão phu tiễn các ngươi lên đường. Lão giả áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm to như ngọn núi nhỏ đánh tới Kiều Tiểu Kiều và Tô Diệp. Sao? Đáng tiếc, nắm đấm không nghe theo lệnh sai khiến. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão giả áo bào xanh ngẩn người, con mắt năm màu tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiếp theo, nắm đấm kia lại quay ngược hướng vào đầu của ông ta. Bành! Pháp tướng Lôi Tôn cao mấy trăm trượng rút lui vài bước, thiếu chút nữa ngửa mặt ngã sấp xuống. Bành! Một nắm đấm khác cũng đánh tới mặt của mình. Bành! Bành! Không đợi lão giả áo bào xanh hiểu được chuyện gì xảy ra, hai nắm đấm của ông ta không bị khống chế, nện một trận vào đầu mình. Phốc! Một lát sau, lão giả áo bào xanh cũng có chút không chịu đựng nổi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã ầm xuống đất. Đè bẹp hai ngọn núi của Ngũ Hành Tông. Hắc hắc, lão đầu nhi, ăn nắm đấm của mình như thế nào? Một bóng người nhẹ nhàng rơi vào chóp mũi lão giả áo bào xanh, cười nói có phải dễ chịu lắm không? Ngươi không chết,
Lão giả áo bào xanh mở to mắt, không thể tin được, không thể nào. Hạ Thiên nhếch miệng, có cái gì mà không thể. Khi mới ra quyền, lão phu đã dùng thần quang của ngũ sắc thần mâu định thân ngươi lại, ngươi không có khả năng trốn được. Lão giả áo bào xanh quả thật có chút không thể tiếp nhận sự thật này, vừa rồi, lôi ý điện quang nào cũng đều đánh trúng ngươi. Không ai có thể dưới pháp tướng ngũ hành lôi tôn oanh kích mà có thể bình yên vô sự. Cho dù ngươi là độ kiếp kỳ, cũng tuyệt đối không thể. Hạ Thiên hờ hững nói, đám ngốc các ngươi ở đáy giếng đã lâu, cứ cố chấp suy nghĩ đó trong đầu, xem nó là chân lý. Ngươi nói không thể nào là không thể nào sao, mà ta thích nhất là phá vỡ định kiến này của các ngươi, đâm thủng cái mà các ngươi cho rằng không có khả năng. Không đúng, trên người ngươi nhất định có thông thiên linh bảo hoặc giống như ta, có chân tiên ban thưởng thần thông bảo mệnh. Lão giả áo bào xanh hiển nhiên không cách nào tiếp nhận được hiện thực này, càng không tiếp nhận thuyết pháp của Hạ Thiên, lập tức nghĩ đến những giải thích mà ông ta cho rằng hợp lý. Ngớ ngẩn thì chính là ngớ ngẩn, nói cái gì cũng chỉ lãng phí nước bọt mà thôi. Hạ Thiên cũng không có hứng thú, đã như vậy, ta sẽ rủ lòng từ bi, cho sư đổ các ngươi đoàn tụ. Hừ, lão phu không thua đâu. Lão giả áo bào xanh giận tím mặt, cơ thể mấy trăm trượng bỗng nhiên biến thành một luồng thần quang ngũ sắc, bao vây Hạ Thiên ở bên trong, ngươi có thể tránh được pháp tướng ngũ hành lôi tôn, lão phu không tin, ngươi cũng có thể tránh được ngũ sắc định thân thần quang trận này. Đây là cái thứ đồ chơi cầu thí gì vậy? Hạ Thiên cũng không một chút bối rối, lấy ra định hải thần châm, vận băng hỏa kiếp lực, dùng châm ngoại châm đâm ra bên ngoài. Một lát sau, lôi ý thần quang đầy trời đã được quét sạch sẽ. Tiếp theo, hắn thản nhiên nhìn chung quanh, sau đó thân ảnh lóe lên, nhấc chân đạp lăn một bóng người, thuận thế giẫm dưới chân, muốn chạy trốn. Ta có cho phép ngươi chạy trốn không? Ngươi đừng có khinh người quá đáng. Lão giả áo bào xanh vừa định mượn cơ hội bỏ chạy, kết quả bị Hạ Thiên giẫm xuống dưới chân. Lúc trước, do cơ thể quá khổng lồ, cho dù bị Hạ Thiên giẫm lên mũi cũng không có gì lớn. Hiện tại, cơ thể khổng lồ biến thành ngũ sắc thần quang, ông ta tất nhiên khôi phục lại nguyên bản, chân của Hạ Thiên vừa lúc giẫm lên mặt ông ta. Bây giờ đã biết cái gì gọi là khinh người quá đáng chưa? Hạ Thiên nhếch miệng, còn tưởng rằng ngươi xương cứng. Nghĩ không ra ngươi cũng sợ chết. Lão giả áo bào xanh thẹn quá hóa giận, quát lớn, lão phu là trưởng môn đương nhiệm của ngũ hành tông. Nếu ngươi dám động vào một sợi lông của lão phu, lão tổ bổn phái lập tức xuất quan, chém ngươi, còn có người nhà của ngươi, bạn bè, thậm chí cửu tộc của ngươi thành muôn mảnh. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Gương mặt Hạ Thiên lộ ra vẻ khó chịu, ngũ hành lão tổ đúng không? Gọi ông ta ra đây đi. Vừa lúc ta dọn sạch luôn, còn có thể bớt việc một chút. Lão giả áo bào xanh thẹn quá hóa cười, ha ha ha, người có biết mình đang nói cái gì hay không? Cạch! Hạ Thiên cũng lười nhiều lời, dưới chân dùng lực, giẫm mạnh xương đầu của ông ta. A! À, lão giả áo bào xanh há miệng phát ra tiếng kêu đau đớn, còn đang định giãy giụa, đáng tiếc Hạ Thiên không có kiên nhẫn, cũng lười lãng phí thời gian. Dừng tay! Bỗng dưng! Một tiếng gầm thét từ chân núi truyền đến, chấn động sơn hà phạm vi ngàn dặm phải run rẩy. Không đợi đám người Hạ Thiên kịp phản ứng, chỉ thấy một cái bóng mờ từ dưới lòng đất bay lên, đứng trên cao không. Lão giả áo bào xanh thấy vậy, lập tức hô to, lão tổ, cứu ta. Mau cứu ta. Cơ thể lão giả áo bào xanh nhanh chóng khôi phục như cũ, nhưng rồi lại bị Hạ Thiên tiếp tục giẫm nát. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, giống như vĩnh viễn không ngừng. Nhưng mỗi lần trải qua quá trình này, lão giả áo bào xanh lại đau đớn thêm một phần, cơ thể cũng thu nhỏ hơn một vòng, vết nứt trên người cũng càng nhiều hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng ông ta rất nhanh sẽ bị đánh thành một đống cặn bã. Ta bảo ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi không nghe sao? Hư ảnh to lớn trên bầu trời hét lớn với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi nói dừng tay thì phải dừng tay, chẳng phải ta mất mặt lắm sao? Định. Bóng mờ trên bầu trời cũng không nói nhiều, chỉ giống với Hạ Thiên một chữ. Một bức tường vô hình đột nhiên sinh ra, trong chớp mắt đã lan mấy trăm dặm có hơn. Bức tường khí lan đến chỗ nào, tất cả đồ vật đều rơi vào đình trệ ngắn ngủi. Đúng lúc này, lão giả áo bào xanh biến thành một đạo tàn ảnh, trôi trên không trung, trôi về phía lòng bàn tay của thân ảnh to lớn kia.
đa tạ lão tổ. Lão giả áo bào xanh phát hiện mình bình yên vô sự, không khỏi thở phào một hơi. Tuy nhiên, bóng mờ kia lại thở dài, muộn rồi. Lão tổ, lời này của người là có ý gì? Lão giả áo bào xanh ngẩn ra, đang định nói cái gì đó, lời còn chưa nói hết, mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ tròn, từ đó bay ra ngoài một cây ngân châm. Ngân châm kia nhanh chóng bay về giữa ngón tay của Hạ Thiên, còn lão giả áo bào xanh cũng biến thành một đống cho tàn. Ta nói ông ta chết thì ông ta nhất định sẽ chết. Hạ Thiên ung dung nói, ai đến cũng vô dụng thôi. Băng hỏa kiếp lực, quả nhiên là ngươi. Bóng mờ trên bầu trời cảm thán một tiếng, lẩm bẩm, 2 vạn năm qua, ta chờ ngươi trọn vẹn 2 vạn năm. Nếu ngươi còn không đến, thọ nguyên lão phu sẽ hao hết, trực tiếp bị chôn vùi. Lão đầu, ngươi là ai? Hạ Thiên có chút khó chịu nói, chúng ta quen biết sao? Cái gì 2 vạn năm 3 vạn năm, thôi đừng nói nhảm nữa. Ta là ngũ hành lão tổ, ngươi đến đây không phải đến tìm ta sao? Bóng mờ trên bầu trời thản nhiên nói, ta đang bế quan trong vô cực động lương nghi phong. Các ngươi đã đến, có một số việc ta sẽ đích thân nói cho các ngươi hiểu, các ngươi cũng đừng làm khó những đệ tử khác của chúng ta. Ai bảo chúng ta đến tìm ngươi? Hạ Thiên nói, ta và vợ Tiểu Kiều đang điều tra một số việc, sau đó bị truyền tống đến đây. Bóng mờ kia nói, vậy thì đúng rồi, đó chính là một cái bẫy liên hoàn truyền tống do chính ngươi thiết kế. Chính ta thiết kế, Hạ Thiên cười nói, lão đầu nhi, có phải ngươi cảm thấy mình rất hài hước hay không? Bóng mờ kia nói, các ngươi đến từ trái đất, đúng không? Được truyền tống từ tàn tích trên ngọn núi Mông Lăng đúng không? Thông qua cái hộp do kẻ gọi là ngu giả tạo ra tiến đến đây, đúng không? Liên tiếp 3 vấn đề đều nói chúng, không chỉ Hạ Thiên, ngay cả Kiều Tiểu Kiều cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nơi này chính là Bắc Hãn giới, một thế giới tu tiên giả, bắn 8 phát súng đại bác cũng không đến trái đất được, vậy mà ngũ hành lão tổ lại biết đến sự tồn tại của trái đất, cũng biết chuyện của trái đất, quả thật không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ những chuyện này đều là ngươi ở đằng sau thao túng? Kiều Tiểu Kiều không khỏi hoài nghi. Bóng mờ kia thản nhiên nói, các ngươi đến động của ta, tất nhiên sẽ biết thôi. Nói xong, bóng mờ trên bầu trời nhanh chóng thu liếm, hóa thành một luồng ánh sáng, chui vào ngọn núi hơn mấy trăm dặm. Hiển nhiên, đây là chỉ đường cho đám người Hạ Thiên. Có cần đi không? Tô Diệp do dự hỏi, tại sao ta lại cảm thấy đây giống như một cái bẫy? Nếu chẳng may chúng ta qua đó, ông ta sẽ một mẻ hốt gọn chúng ta. Vậy thì chúng ta ngu quá rồi. Hạ Thiên khinh thường nói, cái gì là cạm bẫy cũng vô dụng thôi. Lão đầu kia sống không được bao lâu nữa đâu. Tuy nói ngươi là thần y, nhưng người kia chỉ có hư ảnh, ngươi cũng nhìn ra được thọ nguyên của ông ta sao? Tô Diệp hơi tức giận đối với thái độ của Hạ Thiên. Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của Tô Diệp, chỉ nhìn Kiều Tiểu Kiều, vợ Tiểu Kiều, nàng cảm thấy thế nào? Đi, nhất định phải đi. Kiều Tiểu Kiều cân nhắc, lập tức quyết định, mặc dù vừa rồi ông ta có chút cố lộng huyền hư, nhưng lượng tin tức rất lớn. Nếu không biết rõ ràng, chỉ sợ về sau ta cũng không ngủ được. Tô Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy 2 người các ngươi đi đi, ta ở đây canh giữ. Nếu chẳng may có biến, còn có ta chuẩn bị đằng sau. Hạ Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, lộ ra vẻ không thích, ngươi đi hay không? Liên quan gì đến ta? Này, nói thế nào chúng ta cũng có quen biết, lại còn là sinh tử chi giao. Tô Diệp bất mãn nói, trong mắt ngươi, ngay cả một chút giao tình cũng không có sao. Hạ Thiên thuận miệng nói, ngươi cũng không phải đại mỹ nữ tuyệt thế, ta và ngươi còn có giao tình gì chứ? Ngươi thật là... Tô Diệp trong nháy mắt không phản bác được, đành phải khoát tay, được rồi, ta lười so đo với ngươi. Cũng không biết vì sao ông trời lại bất công như thế, để cho cái đổ háo sắc người yêu nghiệt đến như vậy. Bởi vì ta là thiên tài, người vĩnh viễn không theo kịp đâu. Bên trong giọng nói của Hạ Thiên mang theo chút trào phúng, người ước ao ghen tị cũng vô dụng thôi, đây là trời sinh. Tô Diệp thở dài một tiếng, cho nên, ta mới nói ông trời quá bất công. Ngươi hãy từ từ cảm thán đi. Hạ Thiên cười nói, vợ Tiểu Kiều, chúng ta qua đó xem một chút đi. Kiều Tiểu Kiều gật đầu. Hạ Thiên đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Kiều, sau đó biến theo hướng mà bóng mờ kia biến mất.
khoảng cách mấy trăm dặm, hai người bọn họ chớp mắt đã đến. Ở đó xác thực có một hang động khá cổ xưa, linh khí dồi dào, địa thế chính là long mạch tụ hợp, vô cùng có lợi cho bế quan. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều rơi xuống trước cửa động phủ, chỉ thấy cánh cửa từ từ mở ra, mây mù bên trong lượn lờ, tiên khí bồng bềnh, có mấy phần ý vị thần tiên. Hai vị đạo hữu, vào đi. Bên trong có âm thanh vang lên. Hạ Thiên trước giờ không nói câu nào khách sáo, càng không có cái gì là lòng mang sợ hãi, ôm eo Kiều Tiểu Kiều chậm rãi bước vào. Bầy biện bên trong động phủ cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Có hai căn phòng, một phòng ngủ, một phòng thuốc. Lúc này, bên trong phòng thuốc mây khói mờ mịt, một bóng người thon gầy đang an vị, nói với Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, thọ nguyên của ta đã đến cực hạn, cơ thể đã tiến vào ngũ suy, không tiện tiếp đãi, mong hai vị đạo hữu thứ lỗi. Có thể thổi đám khói này đi được không? Hạ Thiên nhếch miệng, có chút khó chịu nói. Người kia cười nhạt một tiếng, đương nhiên có thể. Lời còn chưa dứt, mây khói đầy trời đã tiêu tán trống không. Cách đó không xa, trước một đan đỉnh là một thiếu niên áo trắng nhìn khoảng 15-16 tuổi nhưng mái tóc lại đủ mọi màu sắc. Gương mặt thiếu niên áo trắng hiện lên sự tái nhợt của bệnh hoạn, nhìn qua xác thực rất suy yếu, cứ 2-3 giây lại hít một luồng linh khí bên trong đan đỉnh. Người chính là ngũ hành lão tổ. Hạ Thiên 2-3 bước đến trước mặt người kia, dò xét trên dưới, nhìn qua ngược lại tuyệt không giả, cảm giác không đánh được ta mấy quyền. Thiếu niên áo trắng lắc đầu, đừng nói mấy quyền, thật ra một quyền cũng không đánh được. Ngũ hành lão tổ, mấy câu ngươi nói vừa nãy là có ý gì? Kiều Tiểu Kiều cũng không khách sáo, tìm vị trí ngồi xuống, sau đó đặt câu hỏi, ngươi nói ngươi đợi Hạ Thiên đã 2 vạn năm. Còn nữa, làm sao ngươi biết Hạ Thiên có băng hỏa kiếp lực? Ha ha, vị tiên tử này, ngươi có chút nôn nóng rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian, có thể từ từ nói. Thiếu niên áo trắng cười khẽ, chỉ thấy bên trong đan đỉnh bay ra mấy viên đan dược, chậm rãi rơi xuống trước mặt Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Đây là thần đan độc môn mà ta luyện chế, gọi là ngũ hành đan, có thể gia tăng long khí ngũ hành, có sự trợ giúp không nhỏ đối với việc các ngươi độ kiếp sau này. Kiều Tiểu Kiều cầm viên thuốc, chỉ nhìn chứ không uống, ngươi không phải thọ nguyên sắp hết sao? Tại sao còn nhiều thời gian để nói chuyện như thế? Ha ha, ta chỉ còn lại 300 năm thọ nguyên. Thiếu niên áo trắng ho nhẹ vài tiếng, nói với Kiều Tiểu Kiều, chúng ta nói chuyện cũng không đến mức nói đến 300 năm chứ. 300 năm, cái này mà cũng gọi là thọ nguyên sắp hết. Bên trong ánh mắt Kiều Tiểu Kiều hiện lên sự đùa cợt. Người bình thường trên trái đất có thể sống 100 tuổi. Thậm chí sống đến 70 tuổi mà không bệnh hoạn gì đã tạ ơn trời đất rồi. Vợ Tiểu Kiều, nàng nói không sai. Hạ Thiên lười biếng nói, bản thân ông ta không phải phàm nhân, sinh ra đã là tu tiên giả, hơn nữa bây giờ còn là độ kiếp kỳ, chỉ còn 300 năm, xác thực không tính là lâu. Thiếu niên áo trắng bỗng nhiên lên tiếng, thật ra, điều này cũng giống như minh tinh trên trái đất nghèo đến mức trong thẻ chỉ còn 100 vạn. Kiều Tiểu Kiều không khỏi kinh ngạc nói, chàng cũng biết minh tinh trên trái đất à? Đương nhiên là biết rồi. Thiếu niên áo trắng cười ha hả, là tu tiên giả, ta đã đi đến điểm cuối của sinh mệnh, nhưng nếu để hình chiếu của mình trong thế giới phàm nhân, ta có thể trải qua mấy đoạn nhân sinh, vừa lúc có thể vượt qua khoảng thời gian còn lại, cớ sao lại không làm? Hạ Thiên nhếch miệng, lên tiếng vạch trần, thật ra ngươi chính là không muốn chết, ngươi sợ chết. Ngươi đã đẩy linh hồn của mình vào trong một số phàm nhân, lại thêm chút cơ duyên, xem hắn ta có thể đột phá giống ngươi bây giờ, đúng không? Không sai. Thiếu niên áo trắng gật đầu, mừng rỡ nói, nếu ngươi biết điều này, chắc hẳn cũng nhớ được mình là ai chứ? Được rồi, mấy lời ma thuật này vô dụng đối với ta. Đáy mắt Hạ Thiên hiện lên sự khinh thường, ta chỉ muốn ngươi nói ra trò xiếc của mình, ngươi đừng xem ta và vợ Tiểu Kiều là đồ ngốc. Chúng ta thông minh hơn ngươi nhiều. Thiếu niên áo trắng cười khổ, thở dài nói, xem ra ngươi còn chưa thức tỉnh. Cuộc nói chuyện hôm nay đoán chừng phí sức rồi. Bớt làm bộ đi, Hạ Thiên phiền nhất là loại luận điệu này. Hắn nắm chặt nắm đấm lung lay trước mặt đối phương, đừng chơi trò bí hiểm với ta, muốn nói cái gì thì cứ trực tiếp nói ra. Nếu ngươi cứ đi một vòng tròn, ta sẽ một quyền tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi không cần sống thêm 300 năm đâu. Việc này nói đến quá phức tạp,
nếu nói ra ngoài, hơn phân nửa là làm không được. Thiếu niên áo trắng ngược lại vô cùng thẳng thắn, vẻ mặt lãnh đạm, nếu ngươi không có kiên nhẫn lắng nghe, bây giờ ngươi có thể đánh chết ta. Dù sao 300 năm nữa đối với ta mà nói cùng với một khắc cũng chẳng khác gì nhau. Đây là ngươi nói, vậy thì ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Từ trước đến nay, Hạ Thiên lười nghe mấy lời nói nhảm này. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười nhìn Hạ Thiên, cũng không lên tiếng ngăn cản. Hạ Thiên lấy ra ngân châm, chậm rãi đâm về phía mi tâm thiếu niên áo trắng. Ngươi không ngăn cản hắn sao? Thiếu niên áo trắng kinh ngạc, quay sang nhìn Kiều Tiểu Kiều, nếu hắn ta thật sự nhất thời hứng khởi mà giết ta, đáp án mà các ngươi muốn biết vĩnh viễn sẽ không cách nào biết được. Kiều Tiểu Kiều nói, nếu đáp án đã không thể biết được, đương nhiên tốt hơn là cứ để nó tồn tại như một bí ẩn. Các ngươi, đúng là một đôi trời sinh. Thiếu niên áo trắng trực tiếp nhận sợ, lắc đầu cảm thán, được, ta nói ngắn gọn. Về sau, nếu các ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi lại, được chứ? Ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, nói thẳng đi. Hạ Thiên nhếch miệng, nhưng cũng không thu ngân châm lại. Ánh mắt thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm ngân châm, sau đó nói với Hạ Thiên, ngươi thu cái thứ đồ chơi này lại đi, nhìn mà phát sợ. Chỉ một cây ngân châm bình thường thôi, ngươi sợ cái gì? Kiều Tiểu Kiều ý vị thâm trường nói. Châm thì bình thường, nhưng hắn lại là nam nhân thân phụ nghịch thiên chân kinh. Thiếu niên áo trắng lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy tay Hạ Thiên ra, huống chi còn có băng hỏa linh thể, cộng thêm độ kiếp kỳ. Nếu hắn dùng châm, đó có còn là châm bình thường không? Ngươi đúng là biết không ít, Kiều Tiểu Kiều lạnh nhạt nói. Ta đã nói rồi, ta cũng có phân thân ở trái đất mà. Thiếu niên áo trắng cười nhạo, thái độ ngạo nghễ, thật ra chúng ta đã sớm quen biết nhau. Nhưng các ngươi không biết, thậm chí phân thân của ta cũng không ý thức được. Trí nhớ của người đó sẽ được truyền tống cho ta. Nói nhảm quá, Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi vào chủ đề chính đi. Nếu còn nói nhảm thêm một câu, ta sẽ đánh ngươi một quyền. Được rồi, được rồi. Thiếu niên áo trắng thở dài, chậm rãi nói, người đã già, thọ nguyên sắp hết, khó tránh khỏi sẽ dài dòng một chút. Đám thanh niên các ngươi nên thông cảm cho ta. À. Hắn ta còn chưa nói hết, mũi đã chịu một quyền của Hạ Thiên. Ngươi đánh ta, mặt thiếu niên áo trắng lập tức lõm vào nhưng không có máu chảy ra. Một quyền này giống như đánh vào một miếng cao su, gương mặt của hắn ta rất nhanh khôi phục lại như cũ. Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều hiện lên sự kinh ngạc, bởi vì nàng nhạy bén phát hiện được hình dạng người này phát sinh thay đổi cực kỳ nhỏ. Thay đổi này không phải là ngoại hình mà là tuổi tác. Dáng vẻ trước đó giống như thiếu niên 15-16 tuổi, bây giờ lại có điểm giống thiếu niên 16-17 tuổi. Khác biệt trước đó, nếu Kiều Tiểu Kiều không chú ý, khả năng về sau cũng sẽ không để ý đến. Nàng cũng không biết sự thay đổi này có ý nghĩa gì hay không. Đừng đánh vào mặt ta như thế, mặt ta chân quý lắm, nếu làm hỏng, sẽ gây ra chuyện lớn đấy. Sau khi gương mặt thiếu niên áo trắng phục hồi lại như cũ, hắn ta nhìn không được sờ soạng mấy lần, cuối cùng thở phào một hơi, cũng may không bị xấu, cũng không có tổn thương gì. Ngươi là một tu tiên giả, còn là độ kiếp kỳ, muốn duy trì dung mạo không phải là chuyện rất đơn giản sao? Kiều Tiểu Kiều không hiểu hỏi. Đơn giản, thiếu niên áo trắng khinh thường cười nhạo, nếu đơn giản, trong tu tiên giới tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ rồi, làm sao có nhiều người có hình thù quái dị đến như thế? Pháp thuật thay đổi dung mạo thì có đấy nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nếu không, làm sao định nhan đan lại chân quý đến như vậy? Kiều Tiểu Kiều thấy đối phương bắt đầu hứng thú, vội vàng cắt ngang, được rồi, người không cần nói chủ đề này nữa. Chúng ta vào chính đề thôi. Thiếu niên áo trắng bỗng nhiên vỗ tay, để ta giới thiệu cho các ngươi một người. Thật ra các ngươi cũng đã quen biết từ lâu. Ra đi, chỉ thấy một nam nhân ngoại quốc cao gần 2 mét. Tóc vàng mắt xanh mặc một đồ vét màu trắng chậm rãi bước đến trước mặt Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, cung kính thi lễ, ta là Chiêm Mộ Tư, xin chào Hạ Tiên Sinh, còn có Kiều Tiểu Thư. Là ngươi à, Hạ Thiên nhìn người này, có chút ấn tượng. Trước đó, khi hắn đến Tiểu Tiên giới cứu A Cửu, hắn đã tham gia một trận thí luyện, cũng có quen biết với người này. Về sau, người này trực tiếp đầu nhập vào Hạ Thiên, trải qua Y Tiểu Âm và Mai Ngạo Tuyết đề nghị. Hắn ta tiếp nhận lại Trường Sinh Thánh Điện đã tàn phá không chịu nổi,
cũng xem như người của Hạ Thiên. Hắn ta chính là phân thân của ngươi. Kiều Tiểu Kiều không quen với Chiêm Mộ Tư, nhưng khi thần dụ vây quét thế lực Hạ Thiên khắp nơi, người này cũng xuất hiện một lần, xem như cũng quen biết. Thiếu niên áo trắng gật đầu, trực tiếp thừa nhận, đúng, nói là phân thân thì cũng không quá chuẩn xác. Thật ra ta là một sợi thần thức, chiếm cứ đầu óc của hắn ta. Lúc đó ta gặp một tai nạn xe cộ, não đã chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 199.